Mời các bạn theo dõi chương 521 của tác phẩm Quỷ đoàn mệnh nhà họ tạ sống lâu trăm tuổi rồi. Chương 522, Tùy ý chung đoan mộc, đường đông, thư phòng, triệu diệt thời đang nói chuyện với phụ tá thì thẩm trùng đẩy cửa bước vào. Điện hạ, phát hiện gian tế của thát đát ở lầu ngọc xanh, triệu diệt thời biến sắc, buổi sáng binh bộ mới trình tấu chương xin đánh chiến, buổi tối đã phát hiện gian tế thát đát, vốn bệ hạ còn đang do dự có nên xuất binh hay không. Cứ như vậy, chẳng khác nào buồn ngủ gặp phải gối đầu trận chiến này chắc chắn phải đánh rồi. Hắn đừng dậy, nói với mấy phụ tá, việc này các ngươi thương lượng trước, xem có nghĩ ra cách nào không? Ta đến thư phòng phụ thân một chuyến. Vâng, phụ tá đồng loạt đứng dậy hành lễ. Triệu diệt thời đi ra khỏi viện, bước chân chậm lại, thẩm trùng vội theo tới, kể lại tỉ mỉ tất cả những gì xảy ra ở lầu ngọc xanh hôm nay. Nói xong, thấy điện hạ trầm ngâm không nói, thẩm trùng lại nói, cơ duyệt trùng hợp hôm nay tam gia cho võ an hầu phủ. Võ An Hầu lúc này đã tiến cung, thừa vũ làm như vậy, ngoại trừ đưa thang vào chân An Hầu thì còn muốn cho Võ An Hầu một cái thang đi lên. Lấy quân vị, lĩnh binh đánh trận, triệu diệt thời trầm ngâm một lát, chỉ tiếc, tiếc gì à, tiếc rằng hắn đã quên một điều. Triệu diệt thời cười tự diễu, vương thúc tốt của ta đang ở kinh thành, sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này được. Chuyện này xảy ra trước mắt bao người, thừa vũ tuy rằng đã bao vây lầu ngọc xanh, đề phòng có người đến phủ hán vương báo tin nhưng có đề phòng thì cũng chỉ trong chốc lát thôi võ an hầu và hán vương nhiều nhất cũng là chân trước chân sau tiến cung nhưng công phu lĩnh binh đánh trận của võ an hầu vẫn kém hán vương có thể làm phó tướng còn chủ tướng dù thế nào cũng không thể ngồi lên được nghĩ tới đây bước chân triệu diệt thời lại nhanh hơn chuyện này đã đến mức lửa xém lông mày dù thế nào cũng phải nghĩ cách ngăn cản hán vương làm tướng các công nhân cung đoan mộc thấy thái tôn vội vã thì không dám tiến lên chào hỏi chỉ dám hành lễ từ xa, không bao lâu, đã đến viện của thái tử, Nội thị nhận được tin tức vội vàng ra nhanh đón. "Thái tôn điện hạ, phụ thân đâu?" "Thái tử điện hạ ở, ở chỗ Hứa Lương đệ, ngươi đi thông báo một tiếng, ta có việc tìm ngươi. Chuyện của điện hạ có vội hay không? Nếu như không vội, Nội thị khó xử, hôm nay là sinh nhật Hứa Lương đệ. Thái tử điện hạ từ mấy ngày trước đã nói muốn mừng thọ cho Lương đệ." Ngài xem, một chậu nước lạnh đổ vào đầu. Hứa Lương đệ thị thiếp mới nạp của thái tử 3 tháng trước, năm nay vừa tròn 16, còn xinh đẹp kiều diễm hơn hoa. Trong vòng 3 tháng này, ngoài trừ mùng 1 15 thái tử đến chỗ mẫu thân lộ mặt, thì thời gian còn lại đều ở chỗ hứa lương đệ, hàng đêm sủng hạnh không nói, thậm chí có hai ngày liền cáo nghỉ chiều sớm, ngày đó thái tử lại dậy muộn, mẫu thân không nhịn được nữa, vọt tới viện hứa lương đệ mời thái tử đi chiều sớm. Kết quả mời được ba chữ, cút ra ngoài, mẫu thân rớt nước mặt tại chỗ sau đó kéo tay hắn khóc lóc kể lể, phu thê hai mươi mấy năm, kết quả còn không sánh bằng một thị thiếp, lạnh lòng ta quá, không cần, trong đôi mắt đen nhánh của triệu diệt thời chợt lạnh lẽo. Ta chẳng qua chỉ đến thỉnh an phụ thân thôi, người ở chỗ hứa lương đệ thì ta về đây, vậy, điện hạ đi thong thả, đúng lúc này, không biết cơn gió từ đâu thổi đến, triệu diệt thời đi gấp, còn mặc bộ đơn y trong thư phòng, không khỏi dùng mình một cái, trái tim hắn, đã hoàn toàn lạnh lẽo, xoay người thấy nội thị Uông Ấn vội vàng bước đến. Triệu Diệc Thời, chuyện gì? Uông Ấn nhỏ giọng nói. Điện hạ, bên ngoài truyền tin, Hán Vương đột nhiên tiến cung. Có người ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Hận không thể đuổi tận giết tuyệt cung đoan mộc. Ông lại còn có tâm tư tầm hoan mua vui. Triệu diệt Thời chưa bao giờ oán hận hắn như bây giờ. Đáng đời ông không chiếm được thiên hạ này. Uông Ấn, thẩm trùng sợ tới mức biến sắc. Uông Ấn vội vàng nhìn xung quanh, khuyên nhủ, điện hạ, cẩn thận lời nói điện hạ cẩn thận lời nói điện hạ nhịn một chút đi điện hạ ngày ấy dù sao cũng là thái tử điện hạ ông ấy là phụ thân người đấy triệu diệt thời bi thương ngẩng đầu lên giữa bầu trời đêm hắn chẳng tìm thấy một ngôi sao để dẫn lối thẩm trùng hắn khẽ nói người biết vì sao ta thích lý bất ngôn không thẩm trùng độc nhất vô nhị không phải triệu diệt thời nhíu mày nàng khiến ta cảm thấy con người đôi khi nên sống như nàng nên sống thoải mái tùy ý một chút Thẩm Trung, lúc này Lý Bất Ngôn đã trở lại biệt viện, nâng cằm nhìn người đang ngủ say trên giường, trên mặt người này vốn đã không có huyết sắc gì, lúc này lại càng tái hơn, hô hấp cũng nhẹ hơn bình thường, nếu không nghe kỹ thì chẳng nghe thấy gì, có thể thấy được, tâm ma của Chu Toàn Cửu đã bắt đầu làm hao mòn thân thể Yến Tam Hợp rồi. Lúc này, Tiểu Bùi ra đi vào, hắn vừa ăn cơm tối xong, dùng nước trà súc miệng, khóe miệng còn hơi ướt, đưa khăn lên lau rồi nói với Lý Bất Ngôn, "Lý đại hiệp, ngươi có tâm sự, gì sao, sao cơm tối chỉ ăn vài miếng thế, nếu tạ tam gia chết thì ngươi sẽ làm sao, tiểu bùi ra, họ lý kia, tiểu bùi ra giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, bùng nổ, hôm nay ngươi đã đi ị chưa, chưa thì nhanh đi nhà xí một chuyến, đừng có phun phân từ miệng nữa, ngươi có chết theo hắn không, lý bất ngôn xoay người, nhìn thẳng bùi tiếu, hay là một mình đau khổ, cô độc đến già, còn phun nữa hả, tiểu bùi ra tức đến chảy máu mũi bây giờ tiểu gia ta chỉ muốn kéo ngươi chết chung thôi chúng ta đồng quy vu tận đi lý bất ngôn đứng phát dậy gì đó tiểu bùi gia sợ tới mức lui về phía sau vài bước ôm ngược đồng quy vu tận thì được đánh đánh giết giết thì không được lý bất ngôn không thèm liếc hắn một cái im lặng đi ra ngoài tiểu bùi gia yến nam hợp nhà hoàn của ngươi sao vậy ngươi cứ ngủ ngon đi ta đi dỗ cho ngươi tiểu bùi gia thổi tắt ngọn nến vui vẻ chạy ra ngoài vừa ngẩng đầu hắn đã giật nảy mình trong viện có hai người một là lý bất ngôn một là triệu diệt thời hoài nhân sao ngươi lại tới đây tiểu bùi gia vội nhéo mình một cái thầm nghĩ không phải mình đang nằm mơ chứ đến đây chờ thừa vũ triệu diệt thời trả lời tiểu bùi gia ánh mắt vẫn dừng trên người lý bất ngôn thuận tiện xin lý cô nương bát mì ăn lý bất ngôn nhìn triệu diệt thời hồi lâu im lặng gật đầu minh đình thừa vũ trở về thì báo cho ta biết ồ bùi tiếu đáp nhưng lòng cũng chẳng yên Đại hiệp biết nấu mì ư? Sao hắn không biết? Bùi Tiếu đang muốn hỏi thử, sao đang yên đang lành lại chờ Thừa Vũ, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Thì Triệu Diệc Thời và Lý Bất Ngôn đã một trước một sau đi ra khỏi viện. Nhìn bóng lưng hai người biến mất, hắn chỉ cảm thấy trong lòng hơi trống trải, ta còn chưa từng ăn mì của Lý đại hiệp nữa. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 522 của tác phẩm Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồi. Chương 523 cơm chia nhà bếp biệt viện không lớn nhưng nữ đầu bếp dọn dẹp rất sạch sẽ lý bất ngôn kéo tủ bếp ra nhìn vào bên trong rồi quay đầu nói hôm nay không có mì ta chiên cơm trứng cho ngươi nhé triệu diệt thời đứng ở cửa được lý bất ngôn đừng đứng đó vào nhóm lửa đi uông ấn đi theo sau nghe lời này da đầu đều tê dại thầm nghĩ ta biết gan của lý cô nương rất lớn nhưng ngươi có biết ngươi đang sai ai không ngươi kêu hoàng thái tôn nhóm lửa ư để tiểu nhân để tiểu nhân lui ra uông ấn quỳ dạp xuống đất khẩn thiết nói điện hạ tuyệt đối không được ngài là cành vàng lá ngọc thẩm trùng thẩm trùng đi lên trước túm lấy cổ áo uông ấn kéo ra ngoài bên ngoài phòng bếp thang viên và lan xuyên đứng một trái một phải hai chân thang viên không ngừng run rẩy quý nhân kia đi vào nàng cũng biết không phải người bình thường chưa nói đến tướng mạo chỉ nói đến khí chất xung quanh hắn thôi thì đã chẳng giống người tầm thường rồi chắc chắc là ở trong nhà thế gia, nhưng ai ngờ hắn lại là, Lan Xuyên chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi, thang viên tỷ, điện hạ là ai, thang viên sợ tới mức vội vàng che miệng nàng lại, đè nén nói, là Hoàng Thái Tôn, Hoàng, Thái, Tôn, Lan Xuyên sợ tới mức thầm niệm A-di-đà Phật một tiếng, vội quỳ xuống, dập đầu ba cái với nhà bếp, dập xong, Lan Xuyên đứng lên, thân thể kề sát thang viên, hai chân cũng bắt đầu run rẩy trong phòng bếp, triệu diệt thời nhìn bếp lửa, chẳng biết nên làm gì tránh ra đi, Lý Bất Ngôn khẽ đẩy hắn sang bên cạnh, ngồi vào bếp, bắt đầu đốt lửa, lửa cháy rất nhanh, Lý Bất Ngôn nhét mấy cây củi vào lò, ngẩng đầu hỏi, đã biết làm chưa, ánh lửa phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của nàng, ánh sáng nhỏ vụn hiện ra trong đáy mắt, không học được, hắn nhìn nàng nói, Lý Bất Ngôn xem thường liếc hắn, lại thêm mấy cây củi vào trong lò, đứng lên vươn ngón tay cái với hắn, sau đó dựng thẳng xuống, đồ ngốc, triệu diệt thời khẽ mỉm cười. Lý bất ngôn đi tới trước bếp, triệu diệt thời đi theo đừng lại đây coi chừng dầu bắn vào người triệu diệt thời lui về phía sau vài bước nhìn ngọn lửa đỏ bừng trong trong lò dứt khoát vén áo áo ngồi xuống vừa ngồi xuống lại có phát hiện có điều bất ngờ gian bếp tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ ấm áp trong ánh lửa bập bùng trong lòng chẳng suy nghĩ gì chỉ muốn lười biếng ngồi như vậy mãi thôi xeo một tiếng bỏ mỡ lợn vào trào lửa lớn hơn một chút triệu diệt thời thò nửa đầu ra phải làm thế nào Lý bất ngôn vung cái sẻng, nhét củi vào trong, ờ, triệu diệt thời luống cuống tay chân nhét một cây củi vào trong. Thấy không đủ lớn, lại nhét thêm một cây, Lý bất ngôn đi tới bên cạnh bếp lò, đột nhiên ngồi xổm xuống, hơi ngẩng cầm lên, điện hạ, đừng nhét từng cây, nhét một lần vào, triệu diệt thời cầm lấy đống củi, nhét hết vào, quay đầu nhìn Lý bất ngôn, đủ không, Lý bất ngôn ngồi xổm xuống, cầm kìm lửa trong tay hắn, bới lớp bụi dưới cùng ngọn lửa lập tức bùng lên nàng đưa tay búng chán triệu diệt thời nói nhỏ như vậy mới đủ lý bất ngôn triệu diệt thời giữ chặt cổ tay nàng giọng nói ấm áp như bếp lò lúc này mấy ngày nay ngươi đã hiểu rõ chưa ngươi có thích ta không triệu diệt thời nàng nhìn ánh lửa trong mắt hắn gọi cả tên lẫn họ ngươi thích ta không nói xong tay khẽ dãy ra đi tới trước nồi đánh trứng gà bỏ vào nồi khói bếp lập tức bốc lên tràn ngập cả gian phòng trong lớp khói mỏng Triệu Diệp thời thò người ra, nhìn thiếu nữ, thiếu nữ không huân chút hương trên người, sạch sẽ, làn da trên cô tay cũng không nhắn nhủi, tựa như dính mọt ít gió xương, thế nhưng chút gió xương này lại bao phủ lấy trái tim Triệu Diệp thời. Lý Bất Ngôn, thích là gì? Lý Bất Ngôn dừng bàn tay cầm bát lại, nghĩ tới Lục Thời và Đường Chi Vị, cho dù người kia có lẽ kẻ ăn mày, thì người cũng thương nàng, đây là thích, Triệu Diệp thời im lặng, bệ hạ không nói như vậy, người nói nếu thích ai, thì sẽ có điểm yếu, lòng đế vương phải cứng rắn, không nên thương ai cả. Người nói, cưới thê tử thì cưới người hiền, nạp thiếp thì nạp người có sắc, thê tử, phải môn đăng hộ đối. Người còn nói, điện hạ, giọng nói thẩm trùng đột nhiên vang lên ở gian ngoài, tam gia về rồi, mời điện hạ đến thư phòng. Triệu diệt thời đứng lên, vội đi ra ngoài, đi tới ngưỡng cửa, hắn khẽ khựng lại, xoay người, hơi áy náy, ta nói vài câu với thừa vũ trước, lát nữa sẽ tới giúp ngươi nhóm củi điện hạ, Lý Bất Ngôn bưng bát trong tay qua, có hơi nóng, nàng chỉ có thể buông xuống, chờ đến khi đặt xuống, vừa ngẩn đầu lên, thì đã chẳng thấy bóng người đâu, nàng nhìn hai cái bát trong khay, hồi lâu, thì thào, điện hạ, cơm chiên trứng ăn lúc còn nóng, để nguội sẽ đổi vị, trong thư phòng, tạ chi phi uống một hơi hết ba chung trà nóng, cổ họng mới bớt bốc hỏa, lầu ngọc xanh hoàn toàn xong đời rồi, nói không chừng còn liên lụy đến lão vương gia nữa ngũ thành ti chúng ta chỉ phụ trách phong tỏa lầu, người đều đã bị cẩm y vệ mang đi rồi, hẳn là phải, thẩm vấn suốt đêm, hắn sâu xa nhìn triệu diệt thời, hắn vương tiến cung chỉ chậm hơn võ an hầu thời gian một chén trà. Ta phong tỏa lầu ngọc xanh đầu tiên, ngoại trừ hách quân ra thì không thả ai cả, ngũ thành ta không dám cam đoan, nhưng cẩm y vệ chắc chắn có người của hắn, triệu diệt thời đối diện với ánh mắt tạ chi phi, ta đã đoán được, nếu đã đoán được, vì sao không kêu thái tử cũng vào cung. Tạ Chi Phi thấy khó hiểu, hắn bảo Chu Thanh đưa tin cho cung đoan mộc, là muốn Triệu Hoài Nhân nhận được tin trước, sau đó tương lượng với Thái tử xem ai vào cung trước. Cuối cùng Thái tử không tiến cung, Hoài Nhân vô duyên vô cớ chạy đến biệt viện, không nên thế này, Thái tử đang mừng thọ lương đệ của ngươi, gì cơ, lời này tiểu bùi ra nghe không hiểu lắm, Tạ Chi Phi lập tức phản ứng lại, cho nên, ngươi còn chưa gặp mặt Thái tử, Triệu Diệt thời gật đầu, Tạ Chi Phi chỉ cảm thấy lạnh lòng thái tử trước kia cũng chỉ hơi yếu đuối, làm việc hơi chậm chạp, sao bây giờ còn chưa trèo lên ngôi vị kia đã làm hôn quân rồi. Biết vì sao ta không vào cung không? Trong lời nói của triệu diệt thời có hơi tự diễu, thành tứ cửu xuất hiện gián điệp là quốc gia đại sự. Nếu bệ hạ thấy ta đến, còn thái tử lại thờ ơ, thì chỉ có thể chán ghét hắn hơn thôi. Tạ Chi Phi và Bùi Tiếu nhìn nhau, bất đắc dĩ, Hoàng Thái Tôn Hoài Nhân, lúc nào cũng bị kẹp giữa bệ hạ và thái tử, thực sự quá khó khăn hoài nhân tạ chi phi trấn an nói bây giờ là đầu đông bắc địa còn lạnh hơn thành tứ cửu trận đánh này có nhanh hơn nữa cũng phải đợi đến sáng năm khi xuân về hoa nở chuyện còn chưa gấp đến mức đó đâu ngũ thập nói rất đúng bùi tiếu cho dù hán vương chiếm được tiên cơ cũng chẳng tính là gì triều đình đầu chỉ có một võ tướng như hắn người có thể đánh trận còn nhiều lắm nói đến đây hoài nhân tạ chi phi vỗ nhẹ mấy cái sau đó ta có nghĩ thử bộ lục gây chuyện ở lầu ngọc xanh là cố ý. Chương 524, luyện đau mắt triệu diệt thời run lên, bộ lục là người hành quân đánh giặc, cách xử trí gián điệp có rất nhiều cách, không cần phải làm ồn ào như vậy, còn vô hình trung đắc tội lão vương gia, là vì cứu nghĩa tử của hắn một mạng sao, tạ chi phi lắc đầu, chưa chắc là không phải vì cứu hắn và bộ gia quân. Trong lòng triệu diệt thời lập tức sáng tỏ, tiểu bùi gia vẫn còn mơ hồ, mau, nói hết ta cho ta nghe, tạ chi phi liếc hắn một cái, minh đình, nếu như ngươi là bộ lục biết được con trai mình vào gián điệp thát đát lăn lộn với nhau thì ngươi sẽ làm sao bùi tiếu đánh cho hắn bong ra chóc thịt tả chi phi sau đó thì sao đưa cho quan phủ sao bùi tiếu về công chắc chắn phải đưa cho quan phủ về tư không đành lòng triệu diệt thời chen vào đưa vào quan phủ con nuôi không thoát khỏi liên quan nếu không đưa sau này để cẩm y vệ bắt được thì có nhảy xuống hoàng hà cũng rửa không sạch tả chi phi Ta vừa hỏi sở mama từ niệm an và thiếu đường ở chung với nhau đã hai tháng. Tốn gần năm ngàn lượng bạc, triệu diệt thời lắc đầu, hai tháng, không biết tên họ từ kia đã nôn ra ngoài bao nhiêu chuyện của bộ gia quân. Tả chi phi, một khi nôn ra, thì tội lớn thông đồng với địch sẽ trốn không thoát. Triệu diệt thời, từ niệm an là nghĩa tử của bộ lục, hắn thông địch, vậy bộ lục thì sao? Ồ, ta hiểu rồi, bùi tiếu bừng tỉnh đại ngộ, bộ lục muốn bảo vệ con trai, bảo vệ chính hắn bảo vệ bộ gia quân, nên mới diễn trò này trước mắt mọi người. Tả chi phi, quan trọng nhất là, người chết thì không thể mở miệng. Triệu diệt thời, cho dù từ niệm an có thực sư say rượu để lộ một ít chuyện của bộ gia quân, thì cũng là chết không đối chứng. Tả chi phi, về phần từ niệm an, chắc chắn sẽ chịu 80 đại bản là cái chắc, hơn nữa sẽ không có gì mờ ám. Không chết, nhưng chắc chắn sẽ tàn phế. Triệu diệt thời, cứ thế, bộ lục sẽ được xưng là trị quân nghiêm cẩn, không thiên vị bộ gia quân hóa nguy thành an tả chi phi vở kịch này không phải diễn cho chúng ta xem triệu diệt thời là cho bệ hạ xem tìm bùi tiếu run lên diệu kế tả chi phi thầm tán thưởng ai nói võ phu chỉ có tứ chi phát triển không có đầu óc bộ lục này có thể đi tới hôm nay dưới tình hình không có bối cảnh gì thì chắc chắc không phải là người bình thường người như vậy nếu để cho ta sử dụng thì tốt rồi triệu diệt thời cảm thán chỉ tiếc người này ngoại trừ bệ hạ ra thì trong mắt chẳng còn bất cứ ai tướng quân trung thành, tạ chi phi lẳng lặng uống trà, trong lòng lại đang tính toán phải làm thế nào mới có thể gia nhập bộ gia quân. Trong thư phòng, yên tĩnh trở lại, bùi tiếu thấy hai huynh đệ tốt, ai nấy đều yên lặng. Quyết định nói tin tức tốt của chu gia gia, chuyện của chu gia đã có tiến triển, các ngươi có muốn nghe không? Tạ chi phi khượng lại, vội nói, mau nói, bùi tiếu kể lại chuyện vẽ bùa bằng máu ra, hắn nói xong, trong thư phòng càng yên tĩnh. Gương mặt hai huynh đệ tốt hoàn toàn không có chút vui vẻ. Tạ Chi Phi nghĩ, nhà đầu kia lại mất đi một giọt máu, sức khỏe càng kém rồi. Triệu Diệp thời nghĩ là, nếu như không giải được tâm ma, Chu Viễn Mặc chỉ còn lại có 6 tháng tuổi. Thọ, Khâm Thiên dám đổi người, vậy thì bao nhiêu công sức thừa vũ bỏ ra trước đó đều uổng phí rồi. Cúi đầu ủ rũ gì thế hả? Tiểu Bùi ra hận nhất là không khí trầm lặng, có ta, có thừa vũ, có Lý Đại Hiệp, còn cả bà đồng nữa, ta không tin là không giải được tâm ma này. Triệu Diệp thời, tính cả ta nữa. Lần này, hào khí của tiểu bùi ra sông thẳng lên trời. Thêm một hoài nhân, nói không chừng chẳng cần đến 6 tháng đấy. Tạ Chi Phi đưa tay vào trong ngực, lặng lẽ bóp lá bùa chu lão đại đưa. Mở mịt liếc mắt nhìn triệu diệt thời. chu lão đại bày trận sát khí nặng như vậy, chuyện này tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Điện hạ, triệu diệt thời vừa nghe tiếng kêu này là biết có chuyện tới. Vào đây nói, thẩm trung đẩy cửa vào, bệ hạ truyền ngài vào cung, chỉ ta thôi sao, triệu diệt thời hơi chần chừ hỏi, thái tử thì sao? Thẩm trùng lắc đầu, tạ chi phi đứng lên, hoài nhân, mặc kệ chuyện khác đi, vào cung thăm dò tình hình đã rồi tính sau, có thể thấy được trong lòng bệ hạ, chưa chắc chỉ có một hán vương, bùi tiếu đi theo đứng lên, người và hắn ít nhất phải ngang nhau, ánh mắt triệu diệt thời lướt qua hai người, đôi mi dài hơi khép lại, xoay người đi ra khỏi thư phòng, đi chưa được mấy bước, đã ngây ngẩn cả người, ngoặt cửa viện, lý bất ngôn đứng dưới tàng cây, lẳng lặng nhìn hắn xung quanh cực kỳ yên tĩnh, triệu diệt thời nghe thấy tiếng tim đập nặng trịch của mình. Là thích, hắn đi lên phía trước, đối điện với nàng, bệ hạ tuyệt ta tiến cung, ta phải lập tức đi, vậy, chuyện nhỏ thôi, Lý bất ngôn cười khẽ, điện hạ không cần để ý, điện hạ, trong cung truyền gấp, không còn sớm nữa, thẩm trùng nhỏ giọng dục ta đi đây, ánh mắt triệu diệt thời lướt qua người nàng, vội vàng rời đi, Lý bất ngôn đi theo vài bước, lại đứng lại, thở dài hình như là lầm bầm lầu bầu lại hình như là đang nói với tạ chi phi và bùi tiếu đi theo phía sau ta và hắn không chung đường đêm này hoàng thái tôn và hán vương đều không xuất cung mà nghỉ ngơi ở trong cung đêm này phủ cẩm vệ truyền đến tiếng kêu thảm thiết đêm này đèn trong thư phòng của lão vương ra đốt đến hừng đông đêm này ba vạn binh sĩ bộ gia quân đều tận mắt thấy tướng quân nghĩa tử bị đánh đến chỉ còn lại có một hơi tàn đêm này tiểu bùi ra mệt mỏi đến mức vừa dính gối đã ngủ say đêm này. Tạ Chi Phi chỉ ngủ hai canh giờ, tỉnh lại đã mở to hai mắt, ngẩn người đến hừng đông. Đêm này, người còn lại ngẩn người đến hừng đông, là lý bất ngôn. Hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, đầu giường Tạ Chi Phi đã có thêm một người. Đinh nhất bám mép giường, ngồi phịch xuống đất nói, ra, ta đã trở về, Tạ Chi Phi liếc hắn một cái. Không cách nào che giấu sự ghét bỏ trên mặt, hồi phủ tắm rửa đi, ngủ một giấc, từ nay về sau hãy đi theo Yến cô nương đi. Đình nhất đã nghe được chuyện này từ người tiếp ứng, ra, là vẫn đi theo, hay là chỉ theo một đoạn thời gian thôi. Tả chi phi, người nghĩ xem, mặt đình nhất như đưa đám, nói, ra, ta không đành lòng xa người, sẽ nhớ người lắm đó. Tả chi phi tức đến giật giật mí mắt, Chu Thanh, ném cái đồ ăn trong móc ngoài này ra ngoài cho ta. Đình nhất không hiểu nhìn Chu Thanh, không phải ra bảo ta từ nay về sau đi theo Yến cô nương sao. Chu Thanh lắc đầu, tiểu tử ngươi đúng là nằm mơ. Đúng lúc này, cửa sổ bị gõ nhẹ ba cái, hai ngắn, một dài, Chu Thanh thả đinh nhất xuống, rón rén ra mở cửa sổ, ngoặt cửa sổ, là cận vệ của Thái Tôn Lưu Giang. Lưu Giang nói nhỏ bên tai Chu Thanh vài câu, rồi lập tức rời đi. Chu Thanh đóng cửa sổ, nói nhỏ, tam gia, trong cung truyền tin đến, nói bệ hạ chủ chiến, chuyện trong dự đoán, Tạ Chi Phi đứng dậy khỏi giường, trịnh trọng nói, Chu Thanh, bắt đầu từ hôm nay, tập luyện sớm hơn nửa canh giờ, ban đêm thêm nửa canh giờ, Chu Thanh thầm giật mình, còn nữa, kêu tiệm rèn rèn cho ta một thanh đại đao như bộ gia quân. Chu Thanh càng lắp bắp kinh hãi, ra muốn luyện đao sao? Đúng vậy, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 523 của tác phẩm Quỷ đoàn mệnh nhà họ tạ sống lâu trăm tuổi rồi. Quỷ đoàn mệnh của tạ gia sống lâu trăm tuổi tác giả, di nhiên dịch, quá khứ chậm rãi chương 525 sống dậy yến tam hợp hoàn toàn không biết chuyện của lầu ngọc xanh hoàn toàn không biết chuyện của tạ chi phi cũng hoàn toàn không biết mạch nước ngầm bắt đầu khởi động giữa lý bất ngôn và triệu diệt thời nàng tỉnh lại đã ba ngày sau ba ngày này chu gia phái người đến thăm dò vô số lần nhưng đều bị lý bất ngôn đuổi ra ngoài cho dù ngủ đủ ba ngày sắc mặt yến tam hợp vẫn còn tái nhợt cũng may tinh thần không tồi một hơi ăn hai chén cháo gạo nhỏ bốn cái sủi cảo thủy tinh ăn xong bước ra khỏi phòng thấy bên cạnh Hoàng Kỳ có thêm một đinh nhất, không khỏi khẽ nhíu mày. Đinh nhất, ngươi không cần đi theo ta. Phía bên tam gia, đinh nhất quỳ xuống, yến cô hương, tam gia nói, nếu ta dám rời khỏi ngươi nửa bước, sẽ đánh gãy chân ta. Lý bất ngôn lại mát mẻ nói thêm một câu, lúc ngươi ngủ, ban ngày hắn không rảnh, ban đêm phải tới thăm 17-18 chuyến, để đinh nhất đi theo đi. Tiểu bùi gia nói giúp huynh đệ tốt, hôm nay lúc ra ngoài, hắn còn dặn dò, kêu ta giúp đỡ người nhiều người nhiều sức mà yến tam hợp yến tam hợp bị lời nói của hai người làm á khẩu không trả lời được đáy lòng dâng lên sự ấm áp xuất phát hai chiếc xe ngựa chạy tới chu phủ ba vị gia chu phủ nhận được tin tức đã chờ sẵn ở cửa yến tam hợp vừa xuống xe đã thấy chu viễn mặc bước nhanh về phía nàng đến gần nàng mới phát hiện chu viễn mặc tuy già đi ba tuổi nhưng khí sắc tốt hơn ba ngày trước không ít yến cô gương sau khi dán bùa thì hoa cỏ trong phủ lại cải tử hồi sinh chu viễn mặc không chỉ như thế vị hi và tam đệ muội cũng khôi phục như thường không sao cả rồi phu nhân thì sao yến nam hợp liếc chu lão tam nhấc chân đi vào trong nhà bà sao rồi lời phía trước chẳng qua chỉ là một lời dẫn chu viễn mặc thực sự muốn nói là điều này nương ta không biết vì sao thoáng tái đã già đi rất nhiều yến tam hợp dừng bước đây hiển nhiên lại là một chuyện kỳ lạ nữa hoa cỏ cải tử hồi sinh chu vị hi tam phu nhân khôi phục như cũ chứng minh lá bùa do nàng và Chu lão đại vẽ có tác dụng. Không có lý gì mà Mao thị lại là ngoại lệ. Yến Tam hợp xoay người, "Minh Đình, mấy người chúng ta chia nhau hành động đi." Bùi Tiếu lăn lộn ở Tăng Lục Ti ba ngày, đang chán muốn chết, nói, "Muốn ta làm gì?" Yến Nam hợp, "Ngươi đi tìm đại thiếu phu nhân và Tam tiểu thư hỏi chuyện." Đại thiếu phu nhân thì được, dù sao cũng là phụ nhân, nhưng Tam tiểu thư Chu phủ còn chưa xuất giá. Lỗ tai Bùi Tiếu hơi nóng lên, gật đầu, "Yến Nam hợp, hoàng kỳ đinh nhất có hai người các ngươi đến thư phòng chu lão gia bắt đầu kiểm tra lại thư phòng một lần cảm thấy có gì không thích hợp thì đặt sang một bên hoàng kỳ và đinh nhất liếc nhau được bùi tiếu tò mò vậy còn ngươi yến tam hợp bước vào ngưỡng cửa ta đi xem phu nhân thử sắp xếp thật tốt rất tiết kiệm thời gian bùi tiếu đi theo thấy nàng chặn ở cửa ấy yến tam hợp sao ngươi không đi các ngươi cảm nhận được gì không tất cả mọi người bị lời này của nàng làm cho hoảng sợ. Bùi tiếu run giọng ban này ban mặt, sao, Yến Tam hợp khoát tay, ý bảo hắn đừng nói nữa, sau đó lại đi về phía trước vài bước, hít vào mấy hơi, không khí trong phủ đã thay đổi, trở nên sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, đã không còn cảm giác như núi Thái Sơn đè lên người như mấy ngày trước nữa. Trong mắt Chu Viễn mặc lộ ra kinh hỉ, Yến cô ngương, không dối gạt ngươi, ba huynh đệ chúng ta cũng cảm giác được, nhất là tam đệ ta, hắn đã lâu không hồi phủ vừa trở về đã nói trong phủ rất khác yến nam hợp nhìn về phía chu viễn hảo chu viễn hảo cẩn thận nhớ lại thử ta cảm thấy người rất thoải mái hô hấp cũng thông thuận trước kia cũng thông thuận cũng thoải mái nhưng hình như rất khác yến nam hợp ngoại trừ ba huynh đệ các ngươi còn ai có cảm giác này nữa không chu viễn mặc lắc đầu yến tam hợp thốt lên nhà các ngươi có vấn đề trong lòng chu viễn mặc chấn động thân là người đứng đầu khâm thiên giám đương gia của Chu Phủ, từ nhỏ đến lớn đi theo phụ thân xem qua vô số phong thủy. Nhìn nhiều, tất nhiên thân thể sẽ có phản ứng theo bản năng, có tòa nhà vừa vào cửa, hắn chẳng cần lấy la bàn ra, chỉ cần nhắm mắt lại, tĩnh tâm, mở lỗ chân lông ra là đã biết được phong thủy tốt hay xấu. Cái gọi là phong thủy, thực ra là một loại khí, khí có chia dương khí, âm khí, quỷ vĩnh hữu, tà khí, yêu khí, sát khí, quán khí, tòa nhà tốt có dương khí vừa bước vào thì như gỗ gặp gió xuân, cả người cực kỳ thoải mái, cách kiểm tra dương khí đơn giản nhất là tìm một bé trai tầm 3 tuổi, thả nó vào trong nhà, nếu nó cười híp mắt chơi đùa chung quanh, vậy thì tòa nhà này là dương trạch, có dương khí, nếu bé trai vừa đặt chân xuống đất, đã khóc không ngừng thì không cần mời thầy phong thủy, tòa nhà này chắc chắn không ổn, nhưng vấn đề mấu chốt là, tổ trạch Chu gia, là tổ tiên Chu gia từng thế hệ truyền lại, tòa nhà này đã là nơi tốt nhất mà tổ tông chọn rồi địa thế tốt nhất bố trí tốt nhất nói một câu không khoa trương thì mỗi cái cây trong tòa nhà này các tổ tiên đều đã tính toán canh giờ trồng hướng nào có lợi cho chu gia có lợi cho con cháu hay không cho nên ngoại trừ hoàng thành ra thì chu gia là nơi có phong thủy bảo địa tốt nhất căn bản không thể có vấn đề gì trước đó chu viễn mặc vẫn đinh ninh như vậy cho đến khi tấm bùa kia dán lên hoa cỏ trong phủ cải tử hồi sinh cả người hắn cảm thấy cả người thoải mái mới ý thức được vấn đề này. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Mỗi một cách sắp xếp trong phủ này hắn đều biết rõ ràng. Với cả, hắn là người có linh tính như vậy, vì sao trước đây lại chẳng hề nhận ra? Chu Viễn mặc cắn răng hỏi, Yến cô gương, người cảm thấy vấn đề sẽ xảy ra ở đâu? Không biết, Yến Nam Hợp liếc hắn một cái, thản nhiên nói, nhưng sớm muộn gì cũng biết thôi. Dù Yến Tam Hợp đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc nhìn thấy Mao Thị, nàng vẫn rất kinh hãi. Tướng Mạo Mao Thị vốn là viên ngọc Minh Châu, cũng chính vì thế mà Yến Tam Hợp mới nói nàng là một đóa hoa phú quý nhân gian. Bây giờ Mao Thị nửa dựa nửa nằm trên giường, mái tóc đen đã biến thành xám trắng, hai gò má vốn đầy đặn chợt lõm xuống, làn da được bảo dưỡng rất tốt cũng đầy nếp nhăn, dáng vẻ cực kỳ khô khan, nói sao nhỉ, giống như một bông hoa bị mất chất dinh dưỡng và khô héo đi vậy. Yến Tam Hợp ngồi xuống bên giường, phu nhân có cảm thấy không khỏe ở đâu không? Mao Thị lắc đầu, không thấy không khỏe ở đâu cả chỉ cảm thấy chẳng có chút sức lực. Yến Nam Hợp, có thể ăn uống không? Ăn gì cũng không có khẩu vị. Ăn tổ Yến, ăn cháo đều là chỉ có một vị. Mao Thị hữu khí vô lực nói, Yến cô gương, ta bị sao vậy? Có phải người xui xẻo tiếp theo là ta không? Ta sắp chết rồi ư. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Nhiều, đi vào phòng khách, bốn góc phòng đều có đặt chậu than. Yến Nam Hợp nhíu mày. Lý Bất Ngôn đã ra tay di chuyển chậu than, bốn chậu than chuyển vào trong góc, lý bất ngôn đá đá chân yến tam hợp khẽ cắn ra hai chữ tà môn không phải tà môn sao hoa cỏ cả phủ đều sống lại chỉ có viện của mao thị là chết héo chu vị hy và tam phu nhân đều không sao chỉ có mao thị ngày càng già yếu rõ ràng viện của mao thị là được chu lão gia đích thân chọn là nơi có dương khí nhất cũng vượng nhất yến tam hợp im lặng một lúc lâu nói nhỏ vạn sự vạn vật đều có linh khí vận mệnh cuối cùng của hoa cỏ hẳn là kết cục của mao thị tìm lý bất ngôn chợt run lên, đang muốn nói gì đó thì đã thấy ba vị gia chu phủ đi vào trong viện. Vội vàng lui về phía sau vài bước, đứng ở sau lưng yến tam hợp, nhà hoàn dâng trà nóng cho mỗi người, lại đặt một bình nước trên lò nung bùn đỏ, rồi đóng cửa rời đi. Chu viễn mặc, phong thủy tốt của một tòa nhà là thế nào? Yến tam hợp hỏi một vấn đề khiến ba huynh đệ chu gia lắp bắp kinh hãi. Điều này hình như không liên quan đến việc giải tâm ma chu lão gia thì phải. Ít hầu chu viễn mặc lăn lên lăn xuống vài cái, Yến cô nương, nói trắng ra tổng cộng chỉ có bốn chữ, tàng phong nạp khí, Yến năm hợp, ý là sao, tàng phong nạp khí là địa hình dương trạch cát tướng nhất trong phong thủy. Trước có nước, sau có núi, núi sông vây quanh, tử khí không đến, chu viễn mặc, mắt thường của cô nương nhìn không ra, trên thực tế tứ tượng phương vị của chu gia cực kỳ có nghiên cứu. Yến năm hợp, nói ta nghe thử, bốn phương vị theo thứ tự là thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ, thanh long là phía đông phía đông Chu Phủ có một con sông nhỏ uốn lượn nước chảy. Chu Tước là nam, phía nam của Chu Phủ, kéo dài ra ngoài mấy chục dặm, là sông Triều Bạch, Bạch Hổ phía tây, phía tây Chu Phủ có một con đường lớn vừa rộng vừa dài. Huyền Vũ là bắc, phía bắc Chu Phủ, kéo dài ra ngoài mấy chục dặm, là núi Đại Yên, không giấu cô nương, chỉ vì tàng phong nạp thủy cho tòa nhà này lão tổ tông đã tốn hết 3 năm thời gian. Yến Tam hợp hít sâu một hơi, cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo không lo cơm áo lại không biết thế giới bên ngoài nữ nhân trên thế gian này không phải đều như vậy sao ngươi nói xem các nàng nhịn gì chứ tiểu bùi ra thấy sắc mặt lý bất ngôn trùng xuống vội vàng bôi dầu dưới chân đi tới cửa viện còn không quên quay đầu nói một câu đâu phải ai cũng giống hai người nam nhân chó lý bất ngôn cúi đầu mắng một tiếng khóe miệng lại dương lên yến nam hợp nhìn nàng lại nhìn tiểu bùi ra phía xa xa trong lòng nổi lên một ý niệm Vị này, tốt hơn hoàng tôn gì đó nhiều. Yến cô gương, cánh cửa mở, Chu Viễn Mặc bước ra. Tính xong rồi, Yến Tam hợp xoay người. Thế nào, Chu Viễn Mặc, không có vấn đề gì. Dù là la bàn, ngũ hành bát quái, hay là 24 ngọn núi, đều thể hiện tòa nhà này rất hợp với mẫu thân ta. Đây là chuyện lạ, Yến Tam hợp nhíu nhíu mày, nhấc chân đi vào phòng. Trong phòng, bát quái đồ còn chưa cất đi. Trải đầy một bàn, nàng ngồi xuống ghế thái sư. Bất ngôn, Đổi trà nóng đi, trà nóng thay xong, Yến Tam hợp bưng lên, từ từ uống hết nửa chén, mới mở miệng, "Chu Viễn Mặc, ta nghe nói các ngươi cũng bị Chu lão gia đánh từ nhỏ tới lớn." Chính thức bắt đầu hỏi, Chu Viễn Mặc gật đầu, "Đúng, ta chịu đòn ít hơn, Tam đệ chịu nhiều một chút. Chu lão Tam, huynh ấy có linh khí, học gì cũng nhanh, không giống ta, học gì cũng chậm nửa nhịp." Yến Nam hợp, "Các ngươi đều phải học gì?" Chu Viễn Mặc, "Thiên can địa chi." ngũ hành âm dương tứ thời phương vị thập nhị cầm tinh canh giờ nhiều lắm nói không hết yến nam hợp vì sao lại bị đánh chu viễn mặc xem kết quả thi tốt hay xấu yến tam hợp hơi giật mình các ngươi còn cần thi thố à cần chu viễn mặc nếu không làm sao phân ra ai tốt ai xấu yến nam hợp cách thi thế nào nhóm thi của chúng ta có rất nhiều loại như việc yến cô nương bảo ba huynh đệ chúng ta tính cho viện của nương ta trong nghề gọi là kham dư tục xưng phong thủy, hoặc là tướng trạch, chu viễn mặc, thi xem tướng trạch, phân biệt dương trạch, âm trạch, yến năm hợp, dương trạch là nhà ở, âm trạch là nghĩa địa, chu viễn mặc, đúng, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 525 của tác phẩm quỷ đoàn mệnh nhà họ tạ sống lâu trăm tuổi rồi. Quỷ đoàn mệnh của tạ gia sống lâu trăm tuổi tác giả, di nhiên dịch, quá khứ chậm rãi chương 527, phong thủy chỉ riêng chọn thế bên ngoài đã tốn 3 năm, vậy còn bên trong, Yến tam hợp nghe đến đó, không khỏi lần nữa nhìn kỹ chu ra, nàng thậm chí còn hiểu được, vì sao chu viễn mặc biết rõ nàng là người giải ma. Nhưng vẫn không tin nàng quá, bởi vì bản lĩnh này của chu gia, cho dù là người có linh tính thì cũng phải tốn thời gian và công phu. Vậy thì viện của phu nhân tốt ở đâu? Nàng hỏi, lúc trước vì sao chu lão ra lại chọn nơi đó? Chu viễn mặc uống một ngụm trà, nương ta sinh nhật mùng một tháng riêng, ngũ hành thiếu nước, cha ta căn cứ theo bát tự của bà lại dùng la bàn định vị mới định đến chỗ đó chỗ đó yến tam hợp cẩn thận cỡ nào vậy nói cách khác tòa nhà kia trước đây không có người ở sao chu viễn mặc đã không bất ngờ gì với sự thông minh của yến tam hợp nữa rồi nơi đó vốn là một vườn hoa nhỏ chu viễn mặc cha ta nhìn thấy có thủy khẩu nên mới chọn nơi đây yến nam hợp thủy khẩu là gì chuyện này chu viễn mặc không biết phải làm thế nào mới có thể nói dễ hiểu một chút thủy khẩu là cửa ra vào của dòng nước, cửa ra vào của những gia đình bình thường là dòng chảy của nước ngầm. Phong thủy thì nói nước là huyết mạch của rồng, cũng đại diện cho tiền tài, vườn hoa kia xung quanh đều là nước, nương ta lại ngũ hành thiếu nước, nên rất có lợi với bà. Cũng thật mệt mỏi, Lý Bất Ngôn khoanh tay, lạnh lùng chen vào một câu, người ngoài nhìn thì mệt mỏi, Chu Viễn Mặc gật đầu, nhưng làm nghề này của chúng ta, từ nhỏ đã thành thói quen, phương vị nào lợi cho ta, canh giờ nào lợi cho ngươi? đều phải tính toán rõ ràng. Chu lão tam mới trở về ba ngày, không rõ phân lượng của Lý Bất Ngôn trong lòng Yến Tam hợp, chỉ coi nàng là nha hoàn bình thường. Nha hoàn xen miệng vào, hắn không thể nhịn được, còn xen vào lời của đại ca nhà mình, càng không thể nhịn. Chu lão tam đặt chung trà lên bàn, lạnh lùng nói, ngươi có biết thế gian bao nhiêu người có thể vì điều mệt mỏi này thay đổi vận mệnh không? Yến Tam hợp rời tầm mắt, nhìn thẳng về phía Chu lão tam, ý ngươi lại, sau khi phu nhân ở đó thì vận mệnh đã thay đổi. chu lão tam bị hỏi đến nghẹn họng. yến cô hương không khoa trương như vậy. chu viễn mặc chừng lão tam một cái. nhưng sau khi nương ta ở trong viện kia, quả thực tinh thần tốt hơn rất nhiều. thủy dưỡng bà trước kia là dưỡng, bây giờ thì chưa chắc. yến năm hợp viện của nương ngươi được chu lão gia tỉ mỉ tính toán. bà huynh đệ các ngươi thì sao? chu viễn mặc cũng thế. yến năm hợp không có lúc tính sai sao? nếu như không phải viện của mẫu thân kỳ lạ thì chu viễn mặc khẳng định đã chém đinh chặt sắt trả lời nàng hai chữ không có trầm ngâm một lúc lâu hắn đưa ra một đáp án sau khi nghiền ngẫm gần như không có yến tam hợp không tin lắm vậy ba vị gia hãy tính lại cho mẫu thân mình thử hoặc là lấy la bàn ra bói thử xem cái viện kia có gì bất lợi với bà ánh mắt ba huynh đệ gần như đồng thời rơi vào yến tam hợp sau khi mẫu thân chuyển ra khỏi viện ba người đã ghé vào một chỗ thương lượng chờ đêm đã khuya, Yến tam hợp trở về, phải tỉ mỉ tính toán xem tứ tượng trong viện kia lại. Ta ra ngoài hít thở một hơi, Yến tam hợp nhìn Lý Bất Ngôn, hai người một trước một sau đi ra ngoài, trong phòng, yên tĩnh trở lại, Chu Viễn mặc lấy la bàn ra, Chu Viễn chiêu mở thái cực bát quái đồ, Chu Viễn hạo thì hỏi nha hoàn lấy giấy bút tới, chuẩn bị vẽ một bức 24 ngọn núi trong viện kia. Trong viện, một luồng gió lạnh thổi tới, Yến Nam Hợp cảm thấy thoải mái nói không nên lời còn chưa kịp tập trung suy nghĩ thì bùi tiếu đã vội vàng đi tới. Thế nào, bùi tiếu còn chưa kịp đứng vững, đã kể lại hết lời của đại thiếu phu nhân, giống như trong dự liệu, không hề tu hoạch, vậy thì đến lượt tam tiểu thư, Yến Nam Hợp nhớ lại nữ tử ngày đó vội vàng nhìn lướt qua. Minh Đình, người hỏi nàng chuyện Chu Vị Hy và Chu Vị Cần vì sao không thích nhau, lại hỏi thêm vì sao nàng còn chưa xuất giá, bà đồng à, người đây là muốn mạng của tiểu bùi ra ta sao? nào có ai lại đi hỏi một đại cô nương chưa xuất giá. Là vì sao ngươi còn chưa gả đi, không chừng tam tiểu thư sẽ vung một cái tát vào mặt hắn mất. Vậy ta phải bày ra dáng vẻ chính nhân quân tử, bùi tiếu sửa quần áo, vừa muốn xoay người thì đột nhiên dừng bước. Yến Nam Hợp, ta có cảm giác này, không biết có nên nói với ngươi hay không, nói thì sợ ngươi mắng ta không nói thì để ở. Nói đi, ta cứ cảm thấy tam phu nhân, đại phu nhân rất to gan, cái gì cũng dám nói với ta, bùi tiếu nâng cầm cũng có thể là do ta đẹp trai, tính tình tốt, lại yếu lòng, phi, lý bất ngôn vui vẻ phi cười. Tiểu bùi ra, này đừng thép vàng lên mặt mình nữa, hai người đó là nhịn lâu quá thôi, tiểu bùi ra cắn răng, nhịn chỗ nào, ta chẳng nhìn ra, lý bất ngôn, ở trong nhà mãi, không ra khỏi cửa, chỉ trông coi cái mẫu đất ba tắc của mình, giống như chim hoàng yến. Mời các bạn theo dõi chương 524 của tác phẩm Quỷ đoàn mệnh nhà họ tạ sống lâu trăm tuổi rồi quỷ đoàn mệnh của tả gia sống lâu trăm tuổi tác già di nhiên dịch quá khứ chậm rãi chương 526 khô chế tiến tam hợp quay đầu nhìn chu viễn mặc chu viễn mặc khẽ lắc đầu yến tam hợp lúc này mới hiểu mao thị chẳng biết gì cả có liên quan đến sát khí trong phủ yến nam hợp ngươi không cần lo lắng đây chỉ là tạm thời thôi sau khi giải tâm ma thì ngươi sẽ khỏi mao thị hơi không tin không gạt ta chứ không lừa ngươi yến nam hợp nhưng ngươi phải ăn thật nhiều không có khẩu vị cũng phải ăn buổi trưa lúc mặt trời đẹp ra ngoài phơi nắng ngồi hay nằm gì cũng được đừng ở trong phòng mãi mắt mao thị hơi sáng lên được ta nghe lời yến cô nương yến tam hợp đứng dậy rời đi chu viễn mặc nháy mắt với hai huynh đệ vội đi theo yến cô nương nương ta vì sao mà ta cũng không biết yến tam hợp xoay người ngữ khí cực kỳ kiên định nhưng sớm muộn gì cũng biết chu toàn cửu không nạp thiếp trong phủ tương đối đơn giản trong phủ chỉ còn lại có ba đứa con trai và một đứa con gái chưa xuất giá vẫn chưa hỏi cháu trai còn quá nhỏ không cần hỏi yến tam hợp ngẫm nghĩ bà huynh đệ các ngươi đi cùng ta chu lão nhị biến sắc không đúng con dâu con gái thì hỏi riêng từng người sao đến con trai là hỏi chung như vậy yến cô hương bà huynh đệ chúng ta thật sự không cần hỏi từng người một tiết kiệm thời gian yến tam hợp hờ hững quét mắt nhìn chu viễn mặc một cái xoay người rời đi Xem ra cái này Chu Viễn Mặc, thật đúng là một người xứng chức gia chủ. Chỉ còn lại 6 tháng tính mạng lại không hề nói với hai huynh đệ ruột. Đang nghĩ ngợi thì liếc qua gốc cây quế phía trước bên phải đình viện. Nàng chợt dừng bước, không phải nói hoa cỏ đều cải tử hồi sinh sao? Yến Tam hợp chỉ vào cây quế, vì sao cây này vẫn còn khô héo thế? Chu Viễn Mặc nhìn qua thì thấy đúng thật, ba ngày nay hắn không đến viện mẫu thân, hai ngày đầu sau khi mất máu thì sức khỏe không tốt. Hôm qua còn đi nha môn Xử lý một ít chuyện quan trọng, nên để lão nhị lo cho mẫu thân. Chu lão nhị thấy đại ca nhìn hắn, "Ta chỉ lo sức khỏe của nương, không để ý mấy thứ này." "Đại ca, nhị ca." Chu lão tam tinh mắt, cây tùng bách này hình như cũng hơi khô. Mí mắt Chu Viễn mặc giật giật, vội xem xét từng thân cây cọng cỏ, vừa xem thì mồ hôi lạnh đều toát ra. Hoa cỏ cây cối trong viện đều rũ vàng héo úa. "Yến Nam hợp, Chu tam gia, ngươi đến viện khác xem thử, có phải giống như viện này không?" chu tam gia không nói hai lời quay đầu bước đi chưa được bao lâu đã vội vàng trở về yến cô gương hắn thở hồng hộc nói ta nhìn không ra cảm giác chẳng có gì thay đổi bây giờ là mùa đông cỏ cây đều hơi vàng vọt khô héo chu lão nhị ta đi xem thử không cần yến nam hợp người phụ trách cắt tỉa hoa cỏ cây cối trong phủ này là ai gọi hắn tới chu lão nhị sửng sốt một chặp nhìn gã say vặt của mình ngoài viện gã say vặt trần nghiêm lập tức đi gọi người người phụ trách chăm hoa cỏ cây cối của Chu Phủ, tên là Chu Bân, hơn 50 tuổi, có làn da ngăm đen chắc nịch, hắn được sinh trong Chu Gia, tổ tông ba đời đều ở trong phủ làm việc này, Chu Bân thấy ba vị gia đều ở đây, thì hơi hoảng sợ, đại gia, ngài gọi ta đến, người giúp ta xem thử cây trong viện này, có gì khác với cây bên ngoài, Chu Bân tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng đại gia đã lên tiếng, hắn nào dám chậm trễ, đi tới đi lui trong ngoài viện hơn 10 chuyến. Chu Bân đột nhiên quỳ dạp xuống trước mặt Chu Viễn Mặc. Đại gia, tiểu nhân không dám lười biếng đâu, dù là trong viện phu nhân hay ngoài việc, ta đều bón phân, cắt tỉa như nhau, vài ngày trước tiểu nhân còn. Chu Viễn Mặc đã không nghe lọt âm thanh gì nữa, nhìn Yến Tam Hợp, tim đập thình thịch, Yến Tam Hợp đi tới trước mặt Chu Bân, cho nên, cây cối trong viện này đều đang từ từ chết héo, đúng không? Chu Bân mặc dù không biết Yến Tam Hợp là ai, thấy ánh mắt đại gia nhìn chăm chăm nàng như vậy thì vội nói đúng vậy yến Nam hợp cây cối bên ngoài viện này đều đang từ từ mọc lên phải không chu bân vội vàng gật đầu lúc này nhìn thì thấy héo rũ trời trời ấm áp sẽ sống lại lá dài ra trồi nảy mầm nở hoa trở lại yến năm hợp người không nhìn lầm chứ vị quý nhân này hoa cỏ cây cối cũng giống như người người nào có thể sống người nào phải chết thái y đạo sĩ liếc mắt một cái sẽ biết chu bân tiểu nhân làm công việc này mấy chục năm tuyệt đối không sai được yến tam hợp nhướng mắt đối diện với ánh mắt chu viễn mặc trong lòng hai người đồng thời nổi lên một ý niệm cái viện này cũng có vấn đề tìm lý do để cho phu nhân dọn ra ngoài trước đi yến tam hợp xoay người ta ở khách viện chờ các ngươi chu viễn mặc nhắm mắt lại hít sâu một hơi lão tam trong ba đứa con trai chu lão gia thiên vị lão nhị mao thị lại thiên vị con trai út con trai ở bên cạnh bà có thể dùng nhiều hơn nửa chén cơm chu lão tam gật đầu giao cho ta để ta khuyên nương cho. Yến Nam hợp hôn mê 3 ngày, kinh thành mưa gió 3 ngày, thời tiết lạnh hơn rất. Mời các bạn theo dõi chương 526 của tác phẩm Quỷ đoàn mệnh nhà họ tạ sống lâu trăm tuổi rồi. Quỷ đoàn mệnh của tạ gia sống lâu trăm tuổi tác giả, di nhiên dịch, quá khứ chậm rãi chương 528. Chu ra khi còn nhỏ, hàng năm cha sẽ dẫn chúng ta đến một tòa nhà, để cho chúng ta tính tòa nhà này tốt hay xấu. Chu viễn mặc, hơi lớn tuổi một chút, cha ta sẽ ném một cái bát tự, để cho chúng ta tìm xem nhà nào có bát tự vượng nhất. Càng về sau, không có nhà, chỉ có bát tự, kêu chúng ta tìm đến chỗ ở của người này trong thành tứ cửu. Mỗi một lần khảo hạch đều không giống nhau, Yến Nam Hợp, ba huynh đệ các ngươi khảo hạch như vậy, người thắng có phần thưởng gì, người thua ngoại trừ bị đánh, thì còn trừng phạt gì nữa không, không có phần thưởng cho người chiến thắng, nhưng cha ta sẽ hài lòng nhìn ta, Chu viễn mặc nhìn lão tam, người thua, đại ca, để đệ nói, chu lão tam cũng không sợ tự vạch vết sẹo ra cha ta sẽ dùng một ánh mắt vô cùng đau đớn nhìn ta sau đó thở dài thật sâu cuối cùng mới đánh bằng roi yến tam hợp nhớ lại mao thị từng nói đến vết roi sau lưng chu lão gia chu gia dù sao cũng là phần tử tri thức sao có thể dùng roi đánh người chu viễn mặc vội giải thích yến cô hương. đây là quy củ tổ tông chu gia truyền lại chưa từng thay đổi là vì để cho con cháu phấn đấu chu lão tam cười khổ có đôi khi ngươi phạm sai lầm lớn doi kia còn nhúng nước mỗi lần bị quất là mất hết cả hồn chu nhị gia vẫn im lặng bỗng nhiên mở miệng nói thế gian rộng lớn người tài quá nhiều thiên ngoại hiếu thiên sơn ngoại hữu sơn nhưng giám chủ khâm thiên giám chỉ có một khâm thiên giám ăn lương của hoàng gia làm việc cho hoàng đến các triều đại đều là hồng nhân của hoàng đế trừ phi có người không màng danh lợi không ngó ngàng tới hậu tộc nếu không thì ai cũng muốn tranh giành vị trí này tranh giành phải dựa vào bản lĩnh phải xem năng lực Chu gia đã ở vị trí khâm thiên giám này nhiều đời, muốn giữ được vị trí này thì phải trả giá thật nhiều tâm huyết hơn người khác, vì phải chịu được không thì mới đứng trên mọi người được. Chu nhị gia nói với lão tam: "Roi quất trên người đệ, đau ở trong lòng cha. Nhiều lần ta còn thấy cha lén gạt lệ." Lời này khiến trái tim Chu Tam gia giống như một thanh dao găm xê ấm vào, nước mắt lập tức tràn mi. Chu Tam gia vội vàng lao đi, cắn răng nghẹn ngào nói: "Nhị ta đệ chẳng sợ đòn roi." thứ đồ chơi kia chỉ đau vài ngày là khỏi, đệ chỉ sợ ánh mắt phụ thân thất vọng nhìn đệ, điều này khiến đệ cảm thấy bản thân vô dụng quá, phụ lại lòng cha, lời này nói đến tâm khảm chu nhị ra, hắn thở dài một tiếng, ta cũng vậy, ta cũng vậy, chu viễn mặc nhớ lại nói, cho dù ta đứng đầu, nhưng ánh mắt cha mỗi lần nhìn ta đều rất khác, quẻ tệm của hắn được cho là rất có linh khí, ánh mắt cha nhìn hắn cũng rất sáng, trong mắt ngoại trừ tán thưởng ra còn có sự tự hào. Nếu hắn phát huy bình thường thì ánh mắt cha sẽ hơi ảm đạm, nếu quẻ tượng của hắn tính hơi kém thì dù cho hắn vẫn là đệ nhất trong ba huynh đệ, thì ánh mắt cha nhìn hắn cũng cực kỳ lo lắng, cha chỉ có ba đứa con trai, ta không cảm thấy linh khí của mình tốt bao nhiêu, chỉ là phượng hoàng trong đám gà mà thôi. Chu Viễn mặc hơi cúi đầu, ta được mấy cân mấy lượng. Trong lòng cha thực ra rất hiểu rõ, hơn nhị đệ, tam đệ một bậc, nhưng thực ra vẫn kém xa cha. Yến Tam hợp nhìn Chu lão đại Ngươi kém cha ngươi ở đâu? Chu Viễn Mặc bị hỏi đến sửng sốt, hai lòng bàn tay xoa xoa trên đầu gối, là thiên phú, yến năm hợp, ví dụ, Chu Viễn Mặc, ví dụ như bát tự của yến cô nương, ta có thể tính ra 10 phần, nhưng cha ta có thể tính ra 12 phần. Yến năm hợp, 10 phần đã đầy rồi, thêm hai phần là đến từ đâu? Linh khí, thiên phú, trực giác, Chu Viễn Mặc, cha ta có thể tính ra những thứ trong sách tượng chưa từng dạy ông giỏi nhất là tính ra được kiếp trước của ngươi thông qua bát tự yến lam hợp vô cùng kinh ngạc giỏi giang thế sao yến cô hương, điều này chưa là gì chu viễn mạc tổ sư gia của chúng ta và bạn tốt của ông có thể căn cứ vào khí vận của đại đường dùng thiên can địa chi suy tính ra quốc vận hai ngàn năm sau đây mới thật sự là tuyệt thế cao nhân yến lam hợp theo như ngươi nói chu gia các ngươi chắc chắn phải sinh nhiều con trai mới được mặc kệ thứ đích con trai càng nhiều lựa chọn càng nhiều chu lục hào nạp ba thiếp sinh bốn con trai cả một con thứ chu toàn cửu lại chỉ có một chính thê ba con trai trưởng rõ ràng là con trai không đủ dùng chu viễn mặc theo lý thì là như vậy chu lão gia biết rõ lý lẽ đó hắn cũng không thiếu nha hoàn hầu dường yến năm hợp vì sao hắn có thể bỏ qua việc mau thị thường xuyên đổi nha hoàn vì lợi ích của ba huynh đệ các ngươi yến cô Ngương, ta quả thực đã từng hỏi cha ta chuyện này lần đó thần sắc cha ta rất lo lắng ông vừa xấu hổ vừa khổ sở cuối cùng ta nhịn không được hỏi một câu sao cha không sinh thêm con trai nữa hắn trả lời như thế nào ông thở dài nói nương con sẽ đau lòng một lát sau còn nói tranh đoạt đích thứ không hay chu viễn mặc nhìn yến tam hợp yến ngô nương hẳn là từng nghe nương ta nói cha ta là con thứ thượng vị thực sự không dễ dàng lời này mao thị quả thực đã nói hôm nay lại nghe từ chu viễn mặc yến tam hợp chợt phản ứng theo bản năng ta phải điều tra chuyện con thứ thượng vị này mới được. Có phải ai có thiên phú cao, thì đều có thể làm gia chủ, hay là huynh đệ các ngươi cũng phải khảo hạch. Là như vậy, Yến Cô Hương, Chu Viễn Mặc, dù cho thiên phú có cao hơn nữa, linh tính có tốt hơn nữa, nhưng nếu muốn ngồi lên vị trí gia chủ, vẫn phải trải qua 3 năm khảo hạch. 3 năm này, ngoại trừ đại sự triều đình, thì những việc khác, phụ thân đều không ra tay, mà giao cho ba huynh đệ bọn họ xử lý. Ai xử lý tốt, phụ thân sẽ đẩy người đó ra giới thiệu với người khác. Chu lão tam kính nể nhìn đại ca nhà mình, huynh ấy chưa từng thất thủ, lần nào cũng là huynh ấy ra tay. Yến Nam hợp, chỉ nhưng hạng mục này thôi sao? Chu Viễn Mặc, ngoại trừ những hạng mục này, còn phải trải qua 7 lần khảo hạch chính thức. Yến Nam hợp, 7 lần nào? Nói là 7 lần, thực ra là 7 món tay nghề của chúng ta. Chu Viễn Mặc phát hiện Yến Tam hợp hỏi rất cẩn thận, cũng dứt khoát nói cẩn thận, theo thứ tự là dương trạch, âm trạch, bát tự thiên tượng thôi diễn bố trận hóa tai chu lão tam năm nó ca ca ta đứng đầu bảy hạng mục này chu lão nhị ta và tam đệ thua tâm phục khẩu phục bảy lần thi xong cha ta chính thức tuyên bố ta trở thành gia chủ kế tiếp của chu gia chu viễn mặc kể từ ngày đó cha ta mới dạy riêng cho ta hơn nữa còn dẫn ta ra vào khâm thiên giám nói cách khác yến tam hợp gõ gõ ngón tay trên bàn có một vài tuyệt học chỉ có gia chủ mới có thể học được ví dụ như dùng mạng vẽ bùa. Chu Viễn mặc thẳng thắn nói, phải, Yến Nam Hợp, người thậm chí không thể lén dạy cho nhị gia. Tam gia, Chu Viễn mặc gật đầu, quy ủ của, của lão tổ tông, chỉ có gia chủ đời sau mới có thể học. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 527 của tác phẩm Quỷ đoàn mệnh nhà họ tạ sống lâu trăm tuổi rồi. Quỷ đoàn mệnh của tạ gia sống lâu trăm tuổi tác giả, di nhiên dịch, quá khứ chậm rãi chương 529 đời trước không thể không nói, cách chọn gia chủ này tương đối thông minh, cơ hội cho mỗi con cháu, có thể tượng vị hay không thì xem ông trời có cho bát cơm này hay không. Như thế vừa bảo đảm có được một đời gia chủ giỏi giang, lại khiến cho người bị thua không thể nói gì, cuối cùng dùng tuyệt học giao phó cho gia chủ mới, để cho hắn có thực lực và sức mạnh nhất ngôn cửu đỉnh ở trong tộc Chu Thị. Lão tổ tông nào của Chu Gia nghĩ ra chiêu này, quả thực rất tuyệt, Yến Tam Hợp đột nhiên gọi, nhị gia Chu Lão nhị cực kỳ cung kính, mời Yến cô nương nói, Yến Nam Hợp, ngươi có ghen tị với ca ca ngươi không? Chu lão hai chặt hai tay, cảm thấy mình bị coi thường, Yến cô nương, sao ta có thể ghen tị với ca ta? Huynh ấy xuất chúng hơn chúng ta về mọi mặt, trước gia chủ phải là huynh ấy làm, Yến Nam Hợp, tam gia, ngươi thì sao? Chu lão tam nhìn đại ca nhà mình, quyết định nói thật, ta ghen tị, Yến Nam Hợp, ghen tị cái gì? Chu lão tam ngượng mùng mỉm cười, ghen tị huynh ấy sinh trước bao nhiêu thứ tốt đều bị huynh ấy chiếm hết thông minh có linh khí đến tướng mạo cũng hơn chúng ta chu viễn mặc không ngờ huynh đệ mình lại nghĩ thế lão tam đệ đại ca chu lão tam nhìn hắn thở dài một hơi tuy rằng nương thiên vị đệ nhưng ở trước mặt bà ánh mắt bà mãi mãi chỉ nhìn về phía huynh chỉ là huynh không để ý mà thôi nương nhìn là đại ca sao không phải nương là nhìn cha lúc còn trẻ tam đệ vừa nói như vậy ta cũng nhớ ra chu lão nhị mím môi cha tuy rằng thiên vị ta nhưng nói chuyện với người ngoài trong lời ngoài đều là đại ca huynh vẻ mặt rất tự hào cha vừa là cha của đại ca lại là sư phụ của huynh ấy nghiêm sư mới có thể xuất cao đồ cho nên không thể cưng chiều đại ca không thể thương chỉ có thể nghiêm khắc nghĩ tới đây chu lão nhị mới hiểu được vì sao mình không ghen tị với đại ca nhà mình là bởi vì cha thiên vị hắn nhưng trên thực tế người cha để ý nhất mãi mãi là đại ca chỉ là dấu sâu mà thôi nhị đệ tam đệ hốc mắt chu viễn mặc hơi chua sót không cần phải hâm mộ ta vị trí gia chủ này thực sự không dễ làm lúc nói lời này hắn nhìn yến tam hợp nếu như ba tháng trước hắn chắc chắn sẽ không nói như vậy trở thành gia chủ chu gia là sự theo đuổi cả đời của hắn hắn cảm thấy mình sống là vì điều này nhưng bây giờ chu viễn mặc không khỏi nhớ lại cha từng nói với hắn có được càng nhiều trả giá càng lớn đúng rồi có nên nói lời này của cha với yến cô nương hay không hắn thầm nghĩ quên đi không nói nữa, lời này cũng không có gì quan trọng, Yến Tam hợp không biết suy nghĩ trong lòng Chu Viễn Mặc. Nàng vừa mới hỏi ra vấn đề ghen tị, là muốn thăm dò tình cảm ba huynh đệ Chu gia thứ. Kết quả thăm dò, tốt, như vậy có thể xác nhận tâm ma của Chu lão gia, không liên quan đến ba đứa con trai, bước tiếp theo, phải ngược dòng về phía trước, Chu lão gia là con thứ năm, thứ xuất Chu lão gia từ nhỏ đã giỏi giang, khiến bốn người đích tử thấy áp lực sao? Chu Viễn Mặc ngẫm nghĩ hình như là vậy hình như yến nam hợp vì sao không xác định chu viễn mặc bà huyện đệ chúng tôi trước 15 tuổi đều không thể hỏi chuyện trong phủ tâm tư đều phải đặt vào việc học hành chu lão nhị vội nói đây là quy củ của chu gia trời có sập xuống cũng phải có người đời trước đứng ra chống đỡ chu lão tam cũng nói chu gia chúng ta còn có một quy củ trước 15 tuổi không gần nữ sắc yến nam hợp vì sao chu lão tam nghề này của chúng tôi không thể phân tâm trên đầu chữ sắc có một thanh đao, nếu đao này rơi xuống thì chắc chắn không có lợi, cha ta nói bác cả ta bị sắc đẹp làm lầm lỡ. Bác cả, cũng là đại ca của chu lão gia, Yến Nam Hợp, nói như vậy, bản lĩnh xem bói của bác cả ngươi cũng không tệ, cha nói như vậy, chu lão tam, cô nương muốn biết chuyện xưa, tốt nhất là gọi tổng quản tới, ông ấy từng đi theo tổ phụ ta, có vài việc ông ấy biết rõ hơn chúng ta, Yến Tam Hợp nhìn Lý Bất Ngôn, Lý Bất Ngôn lập tức đi gọi người. Lúc Chu Tỉnh bước vào, mang theo cả sự lạnh lẽo bên ngoài, hắn không dám ngồi xuống, chỉ đứng ở giữa phòng, nói với Yến Tam Hợp, cô nương muốn hỏi gì, cứ hỏi, lão nô chắc chắn sẽ không lừa gạt. Yến Tam Hợp bưng chung trà lên, người ngồi xuống, ta hỏi lại, Chu Tỉnh quay đầu nhìn đại gia, thấy đại gia gật đầu với hắn một cái, lúc này mới dám ngồi, Yến Tam Hợp vẫn hỏi câu hỏi lúc nãy, Chu Lão Gia là con thứ năm, thứ xuất Chu Lão Gia từ nhỏ đã giỏi giang khiến bốn người đích tử thấy áp lực sao lão tổng quản nghiêm túc suy nghĩ một lát không phải chu lão tam kinh ngạc lão tổng quản sao lại không phải chứ ngoại trừ lão gia đại lão gia ngũ lão gia đều rất có thiên phú lão tổng nhìn tam gia nhất là ngũ lão gia lão thái gia nói ông ấy chịu tiệt là vì sức khỏe không tốt khoan đã yến tam hợp đột nhiên nhận ra có điều không đúng nàng nhớ rõ mao thị từng với nàng trong bốn huynh đệ của chu lão gia lão đại Tiểu ngũ đi rồi, lão nhị, lão tam vẫn còn sống. Trùng hợp như vậy sao? Hai người mất đều là người có tài năng. Lão tổng quản bị câu hoan đã của Yến tam hợp làm giật nảy mình. Yến cô gương, có phải lão nô nói sai gì không? Không có, Yến tam hợp hoàn hồn. Người nói rõ xem đại lão gia và ngũ lão gia chết như thế nào đi. Lão tổng quản, ngũ lão gia từ nhỏ sức khỏe đã đã không tốt, vẫn luôn rất yếu ớt. Sau khi phân phủ không bao lâu thì qua đời, đại lão gia thì bác cả ta chết không vẻ vang lắm chết ở chân người nữ nhân chu viễn mặc nói tiếp ông ấy háo sắc nữ nhân nào cũng dính nên thân thể hao mòn yến nam hợp hai phủ này bây giờ ra sao chu viễn mặc đều nghèo túng hoàn toàn nhờ cha ta giúp đỡ bạn đang đọc truyện tại yến tam hợp giúp thế nào lão tổng quản lão ra một năm cho bọn họ ba ngàn lượng bạc đại phú đại quý thì không thể nhưng có thể an ổn sống qua ngày yến nam hợp bắt đầu cho từ khi nào lão tổng quản sau khi đại lão gia và ngũ lão gia qua đời, yến năm hợp, mỗi năm đều cấp sao, lão tổng quản, hàng năm đều cho, không có năm nào ngưng, yến năm hợp, quý phủ nhị lão gia và tam lão gia thì sao, lão tổng quản, bọn họ vẫn khỏe, mặc dù không có bản lĩnh như lão gia nhà chúng ta, nhưng vẫn có thể giúp người xem phong thủy, tính toán bát tự, bạc cũng rất nhiều, yến năm hợp, khảo hạch ba năm, ai là người cạnh tranh mạnh nhất của chu lão gia, lão tổng quản, cũng là đại lão gia và ngũ lão gia yến nam hợp cụ thể đã thua thế nào nói cho ta nghe một chút lão tổng quản khó xử yến cô gương đây đều là chuyện trong bí cảnh lão nô thật sự không biết yến nam hợp như vậy sau khi đại lão gia ngũ lão gia thua bọn họ có tâm phục khẩu phục không chuyện này gương mặt hắn càng khó xử yến tam hợp rũ mắt chu tỉnh đây không phải là chuyện trong bí cảnh cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo Mời các bạn theo dõi chương 528 của tác phẩm Quỷ đoàn mệnh nhà họ tạ sống lâu trăm tuổi rồi. Quỷ đoàn mệnh của tạ gia sống lâu trăm tuổi tác giả. Di nhiên dịch, quá khứ chậm rãi chương 530. Nam nữ chu viễn mặc nhướng mắt nhìn lão tổng quản. Ý bảo hắn có gì nói đó. Lão tổng quản lúc này mới mở miệng. Ngũ lão gia thì phục. Nhưng đại lão gia có hơi không cam lòng. Yến năm hợp, vì sao không cam lòng? Lão nô chỉ nghe nói ngày đó sau khi lão thái gia tuyên bố. Đại lão gia trở về phòng, đập một bình mỹ nhân còn nói lão gia không phải là thứ tốt lành gì hắn ghen tị sao chu lão nhị không thích nghe người khác nói cha mình không tốt mặt xanh mét nói ghen tị cha ta giỏi hơn hắn yến lam hợp nhìn chu lão nhị im lặng một hồi ngoại trừ đêm đó đại lão gia còn tỏ vẻ không hài lòng lúc nào nữa không lão tổng quản suy nghĩ nửa ngày bỗng nhiên nhớ tới một chuyện lúc lão thái gia qua đời lão gia làm gia chủ đại lão gia là người đầu tiên rời khỏi chu gia ngày chuyển nhà đại lão gia và lão gia cãi nhau một trận trong thư phòng của lão thái gia đẩy ngã một tấm bình phong trong thư phòng tấm bình phong kia rất đáng giá là vật tổ tiên truyền lại chỉ sửa thôi cũng tốn mấy trăm lượng bạc là bởi vì tốn nhiều bạc nên hắn còn tiếc mấy ngày chu tỉnh nhớ rất rõ ràng yến tam hợp nheo mắt sao lại cãi nhau lão nô thật sự không biết lão tổng quản lão thái gia vừa qua đời ta bận đến chân không chạm đất sau đó mới nghe người ta nói yến tam hợp nhìn về phía chu lão đại việc này ngươi biết không? Chu Viễn Mặc lắc đầu, Yến Nam Hợp, các ngươi thì sao? Chu lão nhị, Chu lão tam cũng đều lắc đầu, Yến Nam Hợp, tam gia, làm phiền ngươi đi một chuyến, hỏi phu nhân xem có biết việc này không? Chu lão tam thầm nghĩ, chẳng cần đâu, rõ ràng là đại lão gia nhỏ nhen, Yến cô gương, ta cảm thấy, Lý Bất Ngôn, ngươi đi đi, ta đi, ta đi, Chu lão tam sợ tới mức vội mở cửa chạy đi. Yến Tam Hợp lại nhìn Chu Tỉnh, sau đó thì sao? Đại lão gia còn náo loạn nữa không? Không náo loạn nữa. Hai huynh đệ có qua lại không? Có qua lại, lão tổng quản, trong phủ có chuyện gì? Đại lão gia đều sẽ đến. Trong phủ ông ấy có chuyện gì? Lão gia nhà chúng ta cũng sẽ đi. Yến Tam hợp cảm thấy hơi không hợp lý, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì sao? Lão tổng quản cũng không biết phải trả lời như thế nào. Hắn chỉ là một hạ nhân, cho dù có được chủ tử tin tưởng thì cũng sẽ không thể nào hỏi đến chuyện này. Lúc này, Chu Viễn Mặc mở miệng bác cả ta có về, nhưng không hề vui vẻ, dù là ngày ta thành thân, ông ấy cũng rất lạnh lùng, uống mấy chén rượu mừng là đi ngay, ta thành thân cũng vậy, chu lão nhị, nhưng bác gái và mấy đường huynh rất thân thiết với chúng ta. Bác gái còn lén lút xin lỗi nương ta, nói ông ấy ngoài mấy ký nữ kia thì còn lại chẳng để ai vào mắt. Yến Nam Hợp, lão tổng quản, đại lão gia háo sắc như thế nào, ngươi kể tỉ mỉ cho ta nghe thử, khuôn mặt già nua của lão tổng quản đỏ bừng. Đại lão gia chưa tới 15 tuổi, đã lén lút làm chuyện kia với nha hoàn trong phòng, vì chuyện này còn bị lão thái gia đánh một trận, chưa tới 15 tuổi, Yến Nam hợp, vậy hắn là phá hỏng quy củ chu gia sao? Còn không phải sao? Lão tổng quản nói đến chuyện này, gương mặt còn hơi tức giận, lão phu nhân bị ông ấy chọc tức đến ngã bệnh, đuổi hết tất cả nha hoàn trong phòng ra ngoài, đổi thành gã sai vặt. Yến Nam hợp, sau đó thì sao? Về sau cuối cùng cũng thành thật một khoảng thời gian, nhưng ngày vui ngắn chẳng tay gang ông ấy lại làm bụng của con gái nhỏ giang trù nương phủ đối diện lớn lên. Ba huynh đệ chu ra hai mặt nhìn nhau, chu lão đại, lão tổng quản, sao còn có chuyện này ư, chúng ta sao chẳng biết gì vậy, cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Lão tổng quản thở dài, lão thái gia, lão phu nhân vì tiền đồ của đại lão gia, hạ khẩu lệnh, không ai được nói ra ngoài, yến năm hợp, sau đó con gái út của giang trù nương ra sao, lão tổng quản, uống một chén thuốc phá thai. Sau đó bán hết nương con nhà họ, lý bất ngôn cười gằn một tiếng ức hiếp kẻ yếu hơn lão tổng quản vội vàng giải thích lão phu nhân làm như vậy là nhẹ rồi đó theo lý thì nên đánh chết người nhà này mắt yến tam hợp hơi run lên vì sao lại thế cô nương có điều không biết nữ nhi giang trù nương kia thật không phải là thứ hàng tốt gì mấy chục năm trôi qua lão tổng quản nhớ tới chuyện này vẫn hận đến nghiến răng lão phu nhân vốn dĩ muốn bỏ mẫu lấy con nhưng điều tra ra mới biết yến cô nương ngươi đoán xem kết quả thế nào sao tiểu tiện nhân kia chưa tới 13 tuổi đã vụng trộm với gã sai vặt trong phủ. Trong chu phủ có ít nhất 7 tám gã sai vặt cũng từng vùng trộm với nàng. Lão tổng quản bĩu môi, đứa bé trong bụng còn chẳng biết là của ai, Lý Bất Ngôn, ghê thật, lúc này, Chu lão tam thở hồng hộc chạy tới, "Yến cô hương, nương ta nói bà biết việc này, là đại bá đòi bạc của cha ta, cha không cho, nên ông ấy mới gây rối." Chu lão nhị cười gần một tiếng, hắn là ỷ vào việc mình là trưởng tử đích tôn không cam lòng xuất phủ như thế muốn đòi chút thứ tốt đây mà yến tam hợp bỗng nhiên đứng lên các ngươi chờ ta ta ra ngoài đi vài vòng chậu than tuy rằng đã bị rời xa nhưng khí nóng vẫn còn hơi nóng làm đầu óc nàng hơi choáng váng không thể suy nghĩ ba vị gia chu gia nhìn chằm chằm nàng không hiểu sao phải ra ngoài đi vài vòng chỉ có lý bất ngôn khẽ nhếch khóe môi yến tam hợp hẳn là đã nhận ra điều gì đó chính xác yến tam hợp nhận ra có gì đó không đúng đúng như Chu lão nhị vừa mới nói, Chu Toàn Quang là trưởng tử đích tôn, mỗi đại gia tộc đều gửi gắm vào kỳ vọng sâu sắc với đích trưởng tử đích tôn. Xa không nói, chỉ nói đến tạ gia gần nhất, tạ nhi lập là trưởng tử đích tôn, từ nhỏ đã được tạ đạo chi mang theo bên mình đích thân dạy dỗ. Mỗi một bước đi trong tương lai của hắn, đều đã có kế hoạch, trong cuộc sống, Yến Tam Hợp cũng chưa từng nghe nói tạ nhi lập có chuyện phong lưu gì. Cho dù có, thì cũng tuyệt đối không coi trọng một đứa con gái của chủ nương đây mới là tầm mắt nên có của một thế gia đích trưởng tử. Đích trưởng tôn, Chu Toàn Quang thân là trưởng tôn trưởng tử của Chu gia. Từ lúc 3 tuổi vỡ lòng hẳn đã biết sứ mệnh trên người mình. Mỗi lời nói cử chỉ của hắn đều được Chu lão thái gia đích thân dạy dỗ. Còn có một lão phu nhân ở bên cạnh, theo lý thì không thể nào sống lệch lạc được, chẳng lẽ hắn không biết gia quy của Chu gia là trước 15 tuổi không gần nữ sắc hay sao? Hay là nói hắn trời sinh tính phản nghịch, gió lạnh thổi qua, đầu óc Yến Tam Hợp cực kỳ tỉnh táo. Đúng rồi, vì sao mà Chu Gia có quy củ là trước 15 tuổi? Không phải 16 tuổi, 17 tuổi, Yến Tam Hợp xoay người đi vào trong phòng, bước vào ngưỡng cửa đã hỏi, 15 tuổi không gần nữ sắc, ngoại trừ nữ sắc làm phân tâm ra, thì còn nguyên nhân gì khác đối với nam nhân Chu Gia các ngươi không? Bàn tay Chu Viễn mặc đặt trên đầu gối, lập tức nắm chặt, dường như có điều gì khó nói, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã buông lỏng ra, lão Tam, đệ đóng cửa lại vâng chu viễn mặc chờ cửa đóng lại mới từ từ mở miệng yến cô hương trong nghề của chúng ta có một quy củ bất thành văn cái gì nam nữ ngủ chung với nhau chắc chắn phải cẩn thận vạn lần cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo mời các bạn theo dõi chương 529 của tác phẩm quỷ đoàn mệnh nhà họ tạ sống lâu trăm tuổi rồi quỷ đoàn mệnh của tạ gia sống lâu trăm tuổi tác giả di nhiên dịch quá khứ chậm rãi chương 531. trăm vận may nam nữ ngủ chung phải cực kỳ cẩn thận yến tam hợp lần đầu tiên nghe thấy cách nói này tại sao nam là dương nữ là âm khi thân thể nam nữ kết hợp nói cho cùng là vận may kết hợp dùng ta và lăng thị làm ví dụ đi chu viễn mặc hắng giọng nếu vận may của lăng thị kém thì sẽ đi xuống như vậy nếu ta làm chuyện nam nữ với nàng thì không thể tránh khỏi sẽ trao đổi vận may với ta yến tam hợp trong nháy mắt hiểu được nói cách khác vận may của ngươi truyền cho nàng vận xấu của nàng cho ngươi, sau đó vận mệnh của ngươi sẽ có sự thay đổi sao? trong mắt Chu Viễn mặc lộ ra tán thưởng, Yến cô nương đúng là thế. Ngược lại, Yến Nam hợp nếu vận Lăng thị tốt, vận của ngươi hơi kém. như vậy thì vận may của nàng sẽ cho ngươi, vận xấu của ngươi sẽ cho nàng. Chu Viễn mặc phải Yến Tam hợp nhíu mày suy nghĩ một lát. trên y thư không phải có nói âm dương điều hòa thì vạn vật mới yên ổn sao? chuyện nam nữ không phải là âm dương điều hòa sao? nếu nam nữ vận may tương đương tương giao, thì mới thật sự là âm dương điều hòa, nếu không, chu viễn mặc biến dòng, cô nương có biết lục lễ của đại hôn không, yến nam hợp, nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nganh, trong lục lễ, nạp cát là tính bát tự nam nữ song phương, bát tự hợp, vận may hợp, môn đăng hộ đối, vận may cũng hợp, chu viễn mặc ngừng lại, lại nói, hòa thượng trong miếu, tính toán đều đơn giản, chỉ xem có xung đột hay không người thật sự chú ý đều sẽ tới tìm chúng ta tính toán yến tham hợp nghe đến đó không khỏi nghĩ tới chuyện tam phu nhân từng nói nhị phòng không có con trai phu nhân mua hai cái mông lớn bên ngoài làm nha hoàn sinh dưỡng chu lão gia phá lệ nghiêm mặt là bởi vì nguyên nhân này sao việc này liên quan đến nhị phòng chu viễn mặc nhìn lão nhị nữ tử mua bên ngoài không biết gốc gác lỡ như bát tự của các nàng là bịa ra thì đừng nói cha ta là thần tiên cũng khó tính ra tốt xấu thì ra còn có chuyện như vậy. Yến Nam Hợp, vậy 15 tuổi là vì sao? Một năm tử qua 15 tuổi mới tính là bắt đầu dạy thì. Người cao lên, có yết hầu, đổi giọng, chu viễn mặc, đối với người nhà chúng ta. Trước 15 tuổi là lúc dương khí thịnh nhất, linh khí thịnh nhất, lúc này không giữ được thân đồng tử thì không chỉ tiết ra dương khí tinh quan, mà còn tiết cả linh khí. Yến Nam Hợp, tiết linh khí ra thì có gì thay đổi? Chu viễn mặc, linh khí là khí tập hợp tinh hoa trời đất, linh khí đụng phải chọc khí, vận mệnh nghiệp lực sẽ kém đi, cái này tương đương với đổi mạng sao, Lý bất ngôn thốt ra, chu viễn mặc sửng sốt, lập tức gật đầu nói, cơ hồ là đổi mệnh, yến tham hợp nhíu mày, chu toàn quang vốn là người có linh khí, nhưng chưa đầy 15 đã ngủ với nha hoàn, linh khí sớm tiết ra, tiếp theo lăn lộn với con gái của chủ nương, linh khí bị nhiễm bẩn, vận may kém đi, nhưng mấu chốt của vấn đề là, chu toàn quang thân là người chu gia từ nhỏ lớn lên dưới sự dạy dỗ của Chu lão thái gia. Sao hắn có thể phạm phải sai lầm chí mạng này chứ? Chu Tỉnh, nàng nhìn lão tổng quản, Chu Toàn Quang khi còn bé là người như thế nào? Bị hỏi đến điều này, lão tổng quản tiếc nuối nói không nên lời. Hắn nhìn đại lão gia từ nhỏ đến lớn, đứa nhỏ kia rất giống lão phu nhân, đôi mắt đen bóng, nhìn rất có linh khí. Đại lão gia khi còn bé thật sự rất thông minh lanh lợi. Học cái gì cũng nhanh, nhớ cái gì cũng vững mỗi lời nói cử chỉ đều có quy củ, ai thấy đều phải khen một tiếng tuổi trẻ tài cao, Yến Nam Hợp, nhân phẩm thế nào, Lão Tổng Quản, Yến Cô Hương, những thứ khác ta khó nói, ta chỉ nói một chuyện xảy ra đối với mình, Yến Nam Hợp, ngươi nói đi, có một năm chu ra về quê tế tổ, nửa đường gặp dân lưu vong, họ đi lên cướp đồ ăn, đánh nhau với thị vệ, đại lão gia và lão phu nhân ngồi cùng xe, hắn giấy khỏi tay lão phu nhân, tự mình nhảy xuống xe ngựa, vọt tới trước mặt lão thái gia. Quỳ trên mặt đất cầu xin, hắn cầu lão Thái gia cho dân lưu vong chút đồ ăn. Còn nói những người đó quá đáng thương, Yến Nam hợp, lúc ấy hắn mấy tuổi, lão tổng quản, 3 tuổi, Yến Nam hợp, Chu lão Thái gia cho không? Có cho, lão tổng quản cũng may là cho, nếu không đằng sau còn một đợt dân lưu vong nữa, nếu như còn vây lấy thì đến thị vệ cũng ngăn không được. Lão Thái gia đưa bạc, đồ ăn hết cho bọn họ, tránh được một tai họa. Trong chuyện này, Chu toàn quang có hai điểm sáng một là thiện lương hai là có quy củ quy củ này thể hiện ở việc hắn vừa quỳ vừa cầu xin đứa nhỏ ba ta bởi nếu như không phải được phụ mẫu dạy dỗ tốt thì hoàn toàn không hình thành quy củ như vậy chỉ biết tiến lên túm tay cha năn nỉ giúp đỡ có thể thấy được chu toàn quang khi còn bé là một người có quy củ yến tam hợp nheo mắt lại chu toàn quang bắt đầu thay đổi từ khi nào lần này lão tổng quản im lặng thật lâu không nhớ rõ hình như thoáng tài đã thay đổi ngay cả lão phu nhân cũng nói, đứa nhỏ này thay đổi đến nương cũng không nhận ra. Yến Nam hợp, lão thái gia các ngươi biết đứa con trai này bị phế như thế. Có từng nói gì không? Lão tổng quản, còn có thể nói gì nữa? Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, còn trách lão phu nhân cưng chiều quá. Yến Nam hợp, lão phu nhân có cưng không? Lão tổng quản, lão phu nhân có cưng chiều ai, cũng sẽ không cưng chiều đại lão gia. Lúc ấy ai cũng cho rằng đại lão gia là gia chủ đời kế tiếp. Yến Nam hợp, gã say vặt bên cạnh đại lão gia tỷ nữ trong viện là ai chọn? Lão tổng quản, gã say vặt là lão thái gia chọn, tỷ nữ là lão phu nhân tự tay chọn, phụ mẫu sẽ không hại con mình, những người này hẳn là đều được chọn lựa cẩn thận, chủ tử tương lai là tương lai của họ, sao có thể làm trái quy củ được? Nhà hoàn vụng trộm với đại lão gia tên là gì? Trông như thế nào? Yến cô gương, Chu Tam gia nghi hoặc, bây giờ là giải tâm ma của cha ta, những chuyện phong lưu của bác cả gia có cần phải hỏi cẩn thận như vậy không? Yến Nam Hợp lạnh lùng nhìn hắn, ngươi nói xem, Chu lão đại quát to một tiếng, "Lão Tam, Chu Tam gia ngượng ngùng nghiêng đầu đi dưới cái nhìn chằm chằm của đại ca." Lão tổng quản chớp mắt mấy cái, "Yến cô gương, nhà hoàn kia tên là Xuân Vũ, trông như thế nào thì lão nô không nhớ được." Yến Tam Hợp ở Chu gia hai ngày, nhà hoàn trong trong ngoài ngoài cũng gặp qua một ít, nhất là nhà hoàn trước mặt chủ tử và con trai đều rất xinh đẹp. "Chuyện này lão thái gia đã điều tra chưa?" "Không chỉ lão thái gia điều tra, mà lão phu nhân cũng đã điều tra, tra được gì, hai người vừa gặp đã thương, vừa vặn đêm hôm đó nha hoàn kia gác đêm, đại lão ra nửa đêm khát nước muốn uống trà, nhà hoàn kia đốt nước đến bên miệng hắn, lão tổng quản hơi xấu hổ, trời nóng, xiêm mưu mặt rất mỏng, đại lão ra vốn tuổi trẻ khí thịnh, bèn không nhịn được, không đúng, yến tam hợp thầm nghĩ, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, dài cả đời cho giờ phút này, ngũ lão ra khi đó dù sao vẫn còn trẻ. Không biết cái gì nặng cái gì nhẹ, bản lĩnh có thể từ từ học, nhưng sức khỏe chỉ có một, nếu hỏng rồi thì còn gì nữa. Nói mãi nói hoài thì cũng là số mệnh mà thôi. Số mệnh, Yến Tam hợp nhắm mắt lại, Phật nói người thiện làm việc thiện, từ sáng được sáng, nhưng trong hiện thực rất nhiều chuyện chưa chắc, không phải tất cả thất bại nghèo túng đều có thể quy về một chữ. Số mệnh, Yến Tam hợp mở to mắt, Ngũ lão gia và hai ca ca thì ai có linh khí thiên phú hơn? Chuyện này, lão tổng quản cau mày, ánh mắt nhìn viên gạch đá xanh không nhúc nhích. Yến Tam Hợp đã uống xong nửa chung trà, hắn vẫn không mở miệng, lại đợi một hồi, lão tổng quản đột nhiên nói, ngũ lão gia lợi hại hơn đại lão gia, nhưng không bằng lão gia. Một đáp án như vậy, Yến Tam Hợp mở mắt, thân thể tiến về phía trước, chu tỉnh, vì sao ngươi lại suy nghĩ lâu như thế? Lão tổng quản, ánh mắt Yến Tam Hợp sắc bén nhìn hắn, hay là nói, ngươi không nói thật, mắt lão tổng quản lóe lên có hơi không dám đối diện với Yến Tam hợp đến nước này rồi ta khuyên ông nên nói thật đi Lý bất ngôn cũng không kiên nhẫn như Yến Tam hợp đều nương nó tai họa diệt môn đến nơi rồi còn ở đây giấu giếm cái này cái kia còn giấu nữa thì mấy người Chu gia sẽ chết hết đó bốn chữ tai họa diệt môn vang lên lão tổng quản sợ tới suýt nữa nhảy khỏi ghế hắn cắn răng nói hết tình hình thực tế lão thái gia từng nói ngũ lão gia là đứa bé có linh khí thiên phú tốt nhất trong thế hệ Chu gia nếu như hắn có sức khỏe tốt thì chu gia ở trong tay hắn có thể thịnh vượng hơn ba đời cho nên yến tam hợp nhắm mắt lại hiện lên nụ cười gằn nếu như sức khỏe của hắn không thành vấn đề gia chủ chu gia chắc chắn là hắn đúng không chuyện này nói đi lão tổng quản cúi đầu hồi lâu trong cổ họng phát ra một tiếng ừ cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo yến tam hợp giống như không nghe được chu lão tam nói nàng bình tĩnh như vậy Tiểu Bùi gia cũng chỉ có thể bớt nóng, nàng nói thực ra nàng cũng ghen tị với đại tỷ, cha cưng nàng quá, Yến Nam hợp, ngoài ra thì sao? Tiểu Bùi gia nhích người về phía trước, nàng nói nguyên nhân đến bây giờ nàng vẫn chưa gả đi, là cha nương quá soi mói, lại nói bậy, ngực Chu lão tam phập phồng vài cái, cha nương là muốn tìm cho nàng một gia đình tốt, Yến Nam hợp, nàng bao nhiêu tuổi rồi? Chu lão tam vừa tròn 18, Lý Bất ngôn cười rộ lên, Tam tiểu thư đúng là người hay ho đầu óc chỉ toàn yêu đương thế này còn không lấy nước mà dội đi. Nếu không tương lai sẽ phải chịu khổ nhiều. Lời này, nói thẳng vào lòng ba vị gia chu gia, nhất là chu lão đại, tiểu muội tên là chu vị quân, kém hắn tận 14 tuổi, con trai út họ chu được cưng chiều, con gái út cũng vậy, vì cưng quá nên tính tình không được ổn trọng, nói chuyện làm việc cứ thẳng đuột chẳng ai ngăn được, khác hoàn toàn với đại muội muội thật sự là một người trên trời, một người dưới đất, yến cô gương, tiểu muội bị chúng ta chiều hư ngoài miệng lập tức mời nhị tiểu thư đến đây ta có lời muốn hỏi nàng yến nam hợp không có thời gian nghe hắn giải thích trực tiếp đưa ra yêu cầu còn có một việc huynh đệ ba người thương lượng thử chu viễn mặc vội nói yến cô gương mời nói ta muốn gặp hai vị lão gia đích xuất còn sống của chu phủ yến nam hợp ngoài ra người thân cận nhất của đại lão gia và ngũ lão gia ta cũng muốn gặp chu viễn mặc chợt thấy ù tai muốn gặp hết vậy có nghĩa là chuyện phụ thân có tâm ma phải cho bọn họ biết nhưng nếu thế chu viễn mặc véo mạnh lòng bàn tay yến cô gương tâm ma của cha ta hẳn là không liên quan nhiều đến họ ngươi có thể lỡ như có thì sao ngươi có thể cam đoan không yến nam hợp thấy hắn không lên tiếng đứng dậy đi tới trước cửa đứng dưới ánh mặt trời tươi sáng lỡ như hắn cướp đi thứ không nên là của hắn trong lòng vẫn áy náy thì sao cướp đi áy náy điều này chu viễn mặc sững sờ tại chỗ trong lòng hoảng sợ không thôi. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 530 của tác phẩm Quỷ đoàn mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồi. Quỷ đoàn mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi tác giả. Dĩ nhiên dịch, quá khứ chậm rãi chương 532, nghiên cứu người xưa đều nói ba tuổi nhìn thấy già. ý là nhìn đứa trẻ 3 tuổi thì có thể thấy tính cách lúc trưởng thành. Lúc Chu Toàn Quang 3 tuổi, dưới tình huống nguy cấp như vậy cũng biết phải quỳ xuống trước phụ thân vì sao trưởng thành lại không giữ được quy củ chứ? Yến Tam Hợp lập tức đưa ra một quyết định, Chu Viễn Mặc, ba huynh đệ các ngươi ra ngoài chờ trước, ta có chuyện muốn hỏi riêng lão tổng quản. Hô hấp Chu Viễn Mặc ngưng lại, đến cả Chu lão nhị, Chu lão tam cũng căng thẳng theo, tại sao phải tách chúng ta ra? Chu Viễn Mặc dịu dàng nói, Yến cô gương, có điều gì ba huynh đệ chúng ta không thể nghe sao? Có, một chữ, đơn giản, rất kiên định không thể nghi ngờ. Chu Viễn Mặc lập tức đứng dậy, nhìn hai huynh đệ, ba người lập tức lui ra bên ngoài, Lý Bất Ngôn vội đóng cửa lại, lại đưa lên hai chén trà mới, Yến Tam Hợp lui về phía sau, hai tay từ từ ấn huyệt thái dương, Lý Bất Ngôn thấy nàng mệt mỏi, hỏi nhỏ, đói không, muốn ăn chút gì không, hỏi xong rồi ăn, Yến Tam Hợp ngẩng đầu, chu tỉnh, người hẳn là hiểu rõ nguyên nhân vì sao ta đuổi ba vị ra ra nhỉ. Lão Tổng Quản đi theo hai đời chủ tử, có trường hợp nào chưa từng thấy, có lòng người nào mà chưa từng phỏng đoán ra. Biết, Yến cô nương là sợ bọn họ ở đây. Lão nô nói chuyện có điều cố kỵ, người biết là tốt rồi. Yến Nam hợp, tiếp theo chúng ta nói một chút về Ngũ lão gia. Sức khỏe Ngũ lão gia không tốt từ trong bụng mẹ sao? Phải, lão tổng quản, lúc lão phu nhân mang thai 8 tháng rưỡi, có một đêm bị mèo hoang đen dọa sợ, nửa canh giờ sau bèn sinh non, Ngũ lão gia sinh non không đủ tháng, sức khỏe từ nhỏ đã kém. Yến Nam hợp, kém tới mức nào? Lão tổng quản, lúc đổi mùa sẽ ho, hơi thở hơi ngắn, sợ lại, mùa đông sẽ mặc nhiều hơn người khác một bộ quần áo. Thế này cũng không kém lắm, vẫn tốt hơn sức khỏe của tạ tam gia khi còn bé nhiều. Yến Nam Hợp, ngoài ra, còn gì không, lão tổng quản, cái khác thì không có. Yến Nam Hợp, thái y nói thế nào, lão tổng quản, nói là sinh không đủ tháng nên sức khỏe hơi thua thiệt. Yến Nam Hợp, hết cách chữa sao, có, lão tổng quản. Thái y bảo lão phu nhân nhớ hãy điều dưỡng cho tốt trong mấy năm ngũ lão ra dạy thì cứ như thế là có thể khỏe lại như thường. Nam tử dậy thì cũng ở năm 14-15 tuổi. Yến Nam Hợp, chăm sóc tốt không? Lão Tổng Quản, lão phu nhân thương ngũ lão gia nhất. Mấy năm đó thuốc bổ đều chất thành đống chuyển về nhà. Phòng bếp lớn, phòng bếp nhỏ thay đổi thực đơn liên tục để ngũ lão gia ăn ngon miệng. Yến Nam Hợp nhíu mày, vì sao không khỏe lại? Hỏi đến đây, lão Tổng Quản cũng chỉ có thể thở dài. Yến cô Hương, thái y tốt hơn nữa cũng không thể làm gì được một ngũ lão gia tự dày vào bản thân. Yến Nam Hợp, ý là sao? Khoảng thời gian đó ngũ lão ra theo lão ra học vẽ bùa. Cực kỳ mê mẩn, mỗi đêm đều vẽ đến đêm hôm khuya khoát. Đôi khi một ngày chỉ ngủ một hai canh giờ. Lão Tổng Quản thở dài, nếu không phải hắn đột nhiên ngất đi, thì lão Thái gia, lão Phu Nhân cũng đã không phát hiện. Lúc đó muốn cứu chữa thì cũng đã muộn rồi. Yến Tam Hợp không nhìn thấy dáng vẻ của Chu lão đại sau khi vẽ xong bùa. Vẽ bùa hao tổn nguyên khí lắm sao? Yến cô gương, việc này vừa hao tổn nguyên khí, vừa hao tổn huyết khí, lúc lão thái gia còn sống, thích nhất là dưỡng sinh, bắt đầu từ 20 tuổi, chỉ uống trà sâm thôi, lão tổng quản, người chu gia không sống lâu, đều qua đời ở tuổi 40-50, yến nam hợp, gã sai vặt, nhà hoàn thì sao, sao không khuyên can hắn, lão tổng quản, tính cách ngũ lão gia chẳng ai có thể khuyên được, yến nam hợp, ý ngươi là tính tình ngũ lão gia rất hiếu thắng sao, hả, lão quản ngẩn người, vội vàng lắc đầu, ngũ lão gia tính cách không mạnh mẽ người lúc nào cũng nhẹ nhàng thành thơi làm gì cũng từ từ yến nam hợp nếu không hiếu thắng thì sao lại vẽ bùa đến đêm hôm khuya khoát ngũ lão gia một khi có thứ mình thích thì cực kỳ thích nghiên cứu vừa nghiên cứu là quên hết mọi thứ đến cơm cũng chẳng ăn ai nói cũng không nghe giống như hòa thượng nhập định vậy lão tổng quản nói thêm tính cách hắn rất mềm mại miệng lại ngọt ngào nhà hoàn gã say vặt bên cạnh bị hắn dỗ vài câu thì chẳng thấy đông nam tây bắc gì nữa chớ nói chi là báo tin cho lão thái gia lão phu nhân sau lưng hắn yến tam hợp như có điều suy nghĩ nghe sao lại giống tạ tam gia thế tổng quản thấy nàng không nói thì tự mình nói tiếp đâu chỉ có một việc vẽ bùa thôi lão thái gia dạy hắn tính đoán gì đó hắn có thể si mê đến ba ngày ba đêm không ngủ lúc học âm trạch hắn cứ rảnh ra là chạy đến nghĩa trang sức khỏe vốn đã yếu nơi đó âm khí lại nặng nề làm sao chịu nổi được chứ lão phu nhân khuyên can bao nhiêu lần, hắn lại vào tay này ra tay kia, lão phu nhân nóng lên hắn bèn ôm lão phu nhân nương ơi nương à dỗ dành vài câu. Cũng hết cách với hắn, lão tổng quản cảm giác mình đã dành hết thở, mời các bạn theo dõi chương 531 của tác phẩm Quỷ đoàn mệnh nhà họ tạ sống lâu trăm tuổi rồi. Quỷ đoàn mệnh của tạ gia sống lâu trăm tuổi tác giả, di nhiên dịch, quá khứ chậm rãi chương 533, giả thiết một tiếng ừ này. Khiến cho máu cả người Yến Tam Hợp lập tức chảy ngược lên Bất ngôn, giúp ta thêm chút nước. Được, lúc Lý Bất ngôn thêm nước, tay vội ấn vai Yến Tam Hợp, ý bảo nàng bình tĩnh. Yến Tam Hợp quả thực kích động, giọng nói cũng hơi run rẩy, tìm hiểu đến bây giờ, mới thấy con người Chu lão gia có gì đó rất là. Tuy rằng chỉ có một ít, nhưng dựa vào trực giác của Yến Tam Hợp, nếu đào sâu hơn nữa, chắc chắn có thể đào ra càng nhiều thứ hơn. Năm đó, thế hệ Chu lão gia tuyển gia chủ, mất thời gian 3 tháng, bảy môn khảo hạch ngũ lão gia và chu toàn cửu thành tích như thế nào lần này lão tổng quản chẳng hề do dự yến cô gương cái này lão nô không thể hỏi được đều ở trong lòng lão thái gia cuối cùng hắn lại bổ sung một câu đây là quy củ của chu gia phải tuân thủ quy củ không ai được phá hư yến nam hợp như vậy nói cách khác chỉ có đương sự mới biết nội tình lão tổng quản gật gật đầu yến nam hợp nhị lão gia và tam lão gia đều còn sống bọn họ hẳn là biết rõ Lão tổng quản lại gật gật đầu, Lý bất ngôn tiến lên một bước, muốn ta đi tìm người ngay bây giờ không? Không vội, người còn sống thì không chạy thoát được. Yến Tam hợp lại hỏi, ngũ lão gia qua đời khi nào? Bị bệnh gì? Lão tổng quản xoắn mấy ngón tay, 12 năm trước qua đời, năm ấy hắn 35 tuổi, lão gia mời rất nhiều danh y của thái y viện đến khám, đều nói sức khỏe rất yếu, đèn tắt dầu cạn, 35 tuổi đã qua đời rồi, còn trẻ vậy sao? Yến Nam hợp trong phủ của hắn còn người nào không? Chỉ có hai người cô nhi quả mẫu, sức khỏe Ngũ lão gia không tốt, có con cũng muộn, con trai năm nay vừa tròn 20, còn chưa thành hôn, lão tổng quản thở dài, lão gia khi còn sống luôn nhớ đến đứa cháu này, từng nhắc tới nhiều lần với lão nô, nói muốn giúp hắn tìm một cô nương tốt, yến nam hợp, nói như vậy, quan hệ giữa Chu lão gia và Ngũ lão gia tương đối tốt. Lão tổng quản lập tức không biết trả lời như thế nào. Nói không sai, quả thật không sai. Hai phủ vẫn có qua lại, nhưng nói tốt thì lại chưa tới mức đó. Ngũ lão gia ngoại trừ xem bói phong thủy, thì mấy chuyện khác hắn đều không đặt trong lòng. Đối nhân xử thế cũng như đứa nhỏ, vui thì nói thêm hai câu, mất hứng thì chẳng nói gì cả. Lão tổng quản, lão thái gia, lão thái phu nhân luôn nói hắn là một si nhi. Si nhi là chỉ một người cực kỳ mê muội với chuyện gì đó. Người như vậy sống rất đơn thuần, không có tâm cơ gì, trong lòng nghĩ gì đều sẽ biểu hiện ra trên mặt hơn nữa không so đo với những thứ khác. Yến Tam Hợp nhìn ánh mặt trời chiếu xuống trên gạch đá xanh. Đột nhiên hỏi, lão thái gia các ngươi có phải cũng thích si nhi này không? Yến cô nương đoán đúng rồi. Lão tổng quản, lão thái gia ngoài miệng nói là phải công bằng. Nhưng trong lòng lúc nào cũng nghiêng về ngũ lão gia. Nói tính tình ngũ lão gia rất giống hắn. Làm việc gì cũng si mê. Chu toàn cửu ghen tị không? Câu hỏi bất ngờ khiến hắn không kịp đề phòng. Tổng quản sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại nhếch miệng cười nói yến cô nương suy nghĩ nhiều rồi tính tình lão gia chúng ta rất tốt rất khoan hậu với mọi người giống phó di nương vậy sao yến tam hợp bưng chung trà lên từ từ đưa đến bên miệng trong đầu hiện ra một giả thiết lớn mật giả sử nàng là chu toàn cửu giả thiết nàng tràn ngập dã tâm đối với chức gia chủ chu gia phải làm thế nào mới có thể đường hoàng thượng vị đáp án chỉ có một gì ít chết tất cả người cạnh tranh có thực lực tương đương với hắn nhưng chu toàn cửu là một người có dã tâm như vậy sao trong lời mao thị đại nãi nãi tam nãi nãi chu vị hy và cả ba vị gia chu phủ yến tam hợp hoàn toàn nhìn không ra chu toàn cửu là người như vậy hoàn toàn ngược lại chu toàn cửu lại như là một người hoàn mỹ trong lòng bọn họ trên đời này có người hoàn mỹ sao câu trả lời hiển nhiên là không lúc này trong đầu yến tam hợp đột nhiên hiện lên một người chu vị cần đây là người duy nhất trong tất cả con cái cách chu gia rất xa chu vị hy nói ngày chu lão gia qua đời nàng cũng chẳng tới tiễn tại sao yến nam hợp yến nam hợp cửa bị đẩy mạnh ra tiểu bùi gia cực kỳ lo lắng vọt vào yến nam hợp đã hỏi xong tam tiểu thư rồi yến tam hợp nhìn lý bất ngôn mời ba vị gia chu ra vào đi minh đình ngươi nói tiểu bùi gia tìm chỗ ngồi gần yến tam hợp nhất đặt mông ngồi xuống ngươi không phải bảo ta hỏi cặn kẽ quan hệ giữa đại tẩu và nhị tiểu thư sao ngươi đoán nàng nói gì nào Nói gì, nàng nói nhị tiểu thư cũng từng thích canh Tống Thăng, điều này tuyệt đối không thể. Chu lão tam ngoài cửa xông vào, "Nhị muội, ta luôn luôn quy củ, nàng cũng không có cơ hội nói mấy câu với canh Tống Thăng, sao có thể thích được? Hơn nữa nàng đã lập gia đình." Tiểu Bùi gia nổi giận, trong lòng nghĩ Chu tam gia ngươi đang nghi ngờ ta, hay là nghi ngờ tiểu muội ngươi hả? Nàng còn nói gì nữa? Mời các bạn theo dõi chương 532 của tác phẩm Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồi quỷ đoàn mệnh của tả gia sống lâu trăm tuổi tác già, di nhiên dịch, quá khứ chậm rãi chương 534, bổn phận đâu chỉ chu viễn mặc hoảng sợ, chu lão nhị, chu lão tam cũng biến sắc, hai người làm ra nhất trí là nhìn lão tổng quản, lão già này nói hưu nói vượn cái gì với yến cô nương thế, lão tổng quản cúi đầu, ánh mắt theo bản năng tránh đi, lão tổng quản, đại gia, chu viễn mặc đã khôi phục bình tĩnh, người lập tức phái người đi đón nhị tiểu thư về, phải nhanh chân lên lão tổng quản mừng rỡ, đại gia không trách tội hắn, còn bảo hắn làm việc. Vâng, vâng, lão nô sẽ đi ngay. Yến cô gương, chu viễn mặc, những người còn lại để cho ba huynh đệ chúng ta thương lượng một chút. Chuyện cha có tâm ma, chúng ta đều giấu với người bên ngoài, phải tìm lý do thoái thác, lý do thoái thác có thể tìm tam gia. Yến tam nheo mắt, binh mã ti ngũ thành tra án, tóm lại sẽ có lý do chính đáng. Đúng, 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 tiểu bùi gia vội vàng thêm một câu. Chu đại ca, lúc trước giải tâm ma quý gia cũng dùng cớ này, không ai dám hoài nghi cả. Trái tim Chu Viễn mặc run lên, hai hàng lông mày vừa muốn giãn ra, rồi lại chợt nhăn lại. Tam gia không vào được phủ này, tiểu bùi gia thầm mắng một tiếng ngươi ngu thế. Tạ ngũ thập không vào được phủ này, nhưng vào được mấy nhà kia mà. Đúng vậy, có thể tìm tới cửa. Chu Viễn mặc thấy Yến Tam hợp gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Lão Tam, ngươi mau đến chỗ Tam gia một chuyến đi. Vâng, thái độ cũng cần cung kính hơn một chút. Đại ca, Huy yên tâm, ta sẽ coi Tam gia là tổ tông. Chu Tam gia vừa rời đi, đã có mấy nha hoàn bà vú mang hộp thức ăn đi vào. Nhìn trời thì đã đến buổi trưa, bất ngôn đi gọi Hoàng Kỳ, Đinh Nhất ăn cơm. Yến Tam hợp nhìn Chu Viễn Mặc, người cũng đi ăn cơm trước. Yến cô gương, ta và nhị đệ ở đây, không cần. Yến Nam hợp nói rất kiên định, ta muốn thương lượng với bọn họ chút chuyện. Tiểu Bùi gia thấy Chu Viễn Mặc đứng im bất động, vội vàng huyết vào tay hắn. Chu đại ca, vẫn thương lượng chuyện của chu lão ra thôi. Có một số việc phải phân tích đã. Lúc này Lý Bất Ngôn đã đi ra khỏi viện hơn 10 trường. Nhưng lỗ tai nàng rất thính. Có thể nghe rõ lời tiểu bùi ra nói. Còn phân tích đồ, người đúng là coi mình ra gì thật. 5 người, 10 món ăn, một món canh. Trong canh còn bỏ chút hoàng kỳ, bạch sâm, mấy thứ bổ khí nhất. Yến tam hợp từ từ dùng hết, lấy nước trà xúc miệng, xong rồi mới nói chuyện, Minh Đình, ta sẽ kể hết chuyện sáng nay hỏi được cho ngươi nghe." Trong lòng Tiểu Bùi gia đang tò mò ba huynh đệ Chu gia đã nói những gì. Không ngờ Yến Tam hợp lại chủ động nhắc tới, quả thực vừa mừng vừa sợ, chắc chắn là bà đồng cảm thấy Tiểu Bùi gia ta là người có thể thương lượng, cho nên mới chủ động nói cho ta nghe. Lý Bất Ngôn vừa thấy hắn đắc ý, bèn biết tiểu tử này nghĩ sai rồi, "Yến Nam hợp là nói cho ngươi nghe sao? Đó là nói cho Đinh Nhất nghe, để cho hắn kể lại hết cho chủ tử hắn." Lý Bất Ngôn liếc về phía Đinh Nhất, quả nhiên tiểu tử này ngồi rất đoan chính chẳng chớp mắt nhìn yến tam hợp giống như đang tập trung yến nam hợp nói rất tỉ mỉ không bỏ sót một chữ nói xong ánh mắt nàng hơi nhướng lên nhìn chằm chằm bùi tiếu cảm thấy có chỗ nào không đúng không bùi tiếu không ngờ nàng lại đột nhiên đặt câu hỏi đang muốn hồi tưởng lại một chút đừng nghĩ yến tam hợp ra lệnh ngữ khí trực tiếp trả lời bùi tiếu theo bản năng nói ta cũng là trường tử nhưng dù háo sắc thế nào cũng sẽ không có quan hệ với con gái của chủ nương. Dính dầu mỡ, rất bẩn, Yến Tam Hợp nhìn về phía Hoàng Kỳ, Ngươi thì sao, cảm thấy có chỗ nào không đúng, ai ra, sao lại tới chiêu này rồi, đầu Hoàng Kỳ căng thẳng, ra đầu nổ tung, coi như ra nhà ta thích đứa con gái của chủ nương đi. Nhưng ta thân là tâm phúc bên người, tuyệt đối sẽ khuyên ngăn, không thể để cho ra làm bậy, Yến Tam Hợp nhìn về phía đinh nhất, Ngươi thì sao, ta, ta là trung nô đó, tam gia ban đêm không ngủ, trà đạp thân thể mình, ta sẽ quỳ xuống với ngài quỳ mà vô dụng, ta sẽ khóc khóc vô dụng, ta sẽ kéo lão ra, lão phu nhân, phu nhân ra hết, đinh nhất ưỡn ngực, chính khí lẫm liệt, cho dù tam gia trừ tiền lương thì ta cũng phải khuyên. Đây là bổn phận làm hạ nhân, cho nên, Yến Tam Hợp gõ gõ ngón tay trên bàn, chuyện con thứ thượng vị này, có vấn đề, không phải chứ, hoàng kỳ hoàng sợ, chu lão gia là người như thế ư, đinh nhất hoàng sợ, chu lão gia có bản lĩnh như vậy ư. Lý Bất Ngôn thấy Tiểu Bùi ra bình thản, dùng chân đá hắn, sao ngươi không giật mình, ta là ai chứ? Tiểu Bùi ra lườm nàng một cái, gióng giạc nói, lúc trước ta vừa nghe Chu lão gia là con thứ thượng vị, đã cảm thấy có điểm không thích hợp, quả nhiên, bị ta đoán được rồi. Ta nhổ, tất cả mọi người đều thầm mắng hắn một câu. Lúc này, có tiếng bước chân tới gần, lão tổng quản đi tới cạnh cửa, không dám vào nhà, bèn đứng ngoài cửa nói, "Yến cô nương, nhị tiểu thư sắp đến Chu gia rồi." nhanh thật xem ra là gả đi không xa biết rồi yến tam hợp đứng lên tiểu bùi gia kéo ống tay áo của nàng hết sức chủ động hỏi có muốn ta đi cùng không yến tam hợp lắc đầu ta có hơi tò mò về nàng cùng đi đi hoàng kỳ đinh nhất các ngươi tiếp tục công việc buổi sáng vâng vừa dứt lời chu tam gia đã vào viện yến cô gương tiểu bùi gia hắn gần như là nhảy qua ngưỡng cửa tam gia không ở binh mã ti nói là sáng sớm đã đi đến bộ gia quân ngoài thành rồi bộ gia quân tiểu bùi gia nhìn về phía đinh nhất chủ tử ngươi đi bộ gia quân làm gì chuyện tối qua không phải đã xong rồi sao đinh nhất khổ sở thầm nghĩ sao hắn biết được tam gia có nhắc đến đâu chết tiệt hắn thật sự thất sủng rồi đêm qua có chuyện gì yến tam hợp đột nhiên hỏi bùi tiếu lúc này mới phát hiện mình lỡ miệng vội lấp ly ba mét cũng không có chuyện gì nói đi đôi mắt đen của thiếu nữ giống như một cái giếng cổ ngoại trừ sâu không thấy đáy còn hiện ra sự lạnh lẽo bùi tiếu sợ nhất yến tam hợp dùng ánh mắt này nhìn hắn phát hiện gián điệp của thát đát và người của bộ gia quân đang rằng co nhau ở lầu ngọc xanh ta đoán hắn còn muốn đi điều tra thêm chu tam gia vừa nghe lời này ơ ờ, đây là đại sự cũng không phải đại sự bùi tiếu nhìn chu tam gia chỉ phái người canh giữ ở cửa thành thôi trước khi trời tối hắn cũng phải về thành yên tâm đi chuyện của chu gia hắn sẽ lo chu tam gia xoay người nhìn lão tổng quản lão tổng quản gật gật đầu lập tức đi sắp xếp người yến tam hợp đi tới trước mặt đinh nhất đinh nhất bên cạnh hắn chỉ có một mình chu thanh sao chẳng phải là rõ rành rành sao tam gia bảo ta đi theo yến cô nương một tấc không rời ngay khi đinh nhất cho rằng yến tam hợp bị lời của hắn làm cảm động muốn hắn về với tam gia thì yến tam hợp nhếch môi lên nói một câu mà hắn nằm mơ cũng không ngờ vậy sau này ngươi phải ra sức làm việc cho ta đinh nhất Lý bất ngôn ở bên cạnh lắc đầu, nhà đầu kia thực ra còn nửa câu chưa nói. Làm xong rồi, thì về sớm bảo vệ tam gia nhà ngươi. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 533 của tác phẩm Quỷ đoàn mệnh nhà họ tạ sống lâu trăm tuổi rồi. Quỷ đoàn mệnh của tạ gia sống lâu trăm tuổi tác giả. Di nhiên dịch, quá khứ chậm rãi chương 535. Vị cả nhị tiểu thư đến rồi. Theo tiếng hô của người hầu, chu lão đại và chu lão nhị vào viện trước theo sau hai người là một mỹ nhân mặt hoa da phấn. Chỉ nhìn dáng người tròn trịa, có khuôn mặt như tạc một khuôn với mau thị, thật sự như trâu tròn ngọc sáng. Chu lão đại đến trước mặt Yến Tam Hợp, Yến cô nương, đây là nhị muội của ta Chu Vị Cần, Vị Cần, vị này là Yến cô nương, Yến cô nương đang phụ trách giải quyết việc của cha. Chu Vị Cần liếc Yến Tam Hợp, ngươi muốn hỏi gì, lời nói không gay gắt nhưng giọng điệu rất lạnh lùng, Yến Tam Hợp không nói gì, cẩn thận đánh giá Chu Vị Cần lần nữa đến gần mới phát hiện người này có ngũ quan còn xuất chúng hơn mao thị nhiều lần trên mặt tựa như có một lớp nước mỏng mịn màng sáng bóng chỉ có điều đôi mắt hơi dữ tợn áp đảo phúc tướng cả khuôn mặt chu vị cần yến tam hợp gọi thẳng tên người biết được bao nhiêu phần về chuyện của cha mình chu vị cần biết đại khái thôi yến nam hợp ta làm gì người có biết không chu vị cần vừa nãy trên đường đi đại ca có nói đại khái cho ta tốt lắm không cần phí lời với nàng nữa yến nam hợp ta có vài lời muốn nói với ngươi, vào đây đi, đừng đứng ở cửa mãi, đợi đã, chu vị cần gặp hỏi Yến Tam Hợp, ngươi muốn hỏi ta chuyện gì, nhị muội muội Yến Tam Hợp dùng ánh mắt sắc bén như dao nhìn chu lão Tam, chu lão Tam ngậm miệng, ta muốn hỏi rất nhiều, vì sao lại ít về nhà ngoại, gần nhà như vậy sau ngày chu lão ra mất cũng không thèm về, Yến Tam Hợp nhìn thẳng vào mắt nàng, không hề che giấu kiên kỵ điều gì, vì sao ngươi và chu vị hy như nước với lửa vậy có phải vì canh tống thăng không chu vị cẩn dựng thẳng lông mày mắt trợn ngược cực kỳ tức giận kẻ vô liêm sỉ nào dựng chuyện nói sằng bậy thế hả cho ngươi một cơ hội để làm rõ yến tam hợp rũ mắt xuống cười giọng nói dịu dàng có muốn không chu vị cẩn mỗi lần yến tam hợp cười đều không có chút giả tạo ý cười chân thành tỏa ra từ đôi mắt đen của nàng chu vị hy có nằm mơ cũng không nghĩ tới thiếu nữ trước mặt cười với nàng lại còn nói một câu cho ngươi một cơ hội để làm rõ bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, nàng cắn răng, muốn, nhưng ta có một điều kiện. Ba vị gia chu gia nghe thấy thế thì sợ hãi, chu vị cẩn muội ơi, người có biết tình hình chu phủ bây giờ thế nào rồi không? Còn dám ra điều kiện với Yến tam hợp hả? Điên cũng đừng điên đến mức này chứ, chu tam gia vội vàng xin lỗi, Yến cô hương. nhị muội nhà ta, điều kiện gì? Yến tam hợp nhìn vào mắt chu vị cẩn, người cứ nói đi, gọi chu vị hy tới ngồi cạnh ta để nghe cho rõ. Chu vị cần cười lạnh, xem xem có phải vì canh tống thăng không cái gì gọi là bất ngờ chính là đây yến tam hợp quay lại nhìn chu viễn mặc sau lưng chu vị cần phái người đi đón nói là ta mời nàng đến tạ phủ cả đi cả về nhanh nhất cũng mất một canh giờ yến tam hợp không làm gì cả chỉ nằm trên giường quý phi ngủ một giấc ngon lành lý bất ngôn buồn chán luyện kiếm trong đình viện lâu lắm rồi không đánh nhau với ai thân thủ đã kém đi một chút tiểu bùi ra sai người mang ghế thái sư vào trong viện nhìn chằm chằm nàng, thú vị, một người có thể vừa cầm kiếm vừa có thể nấu mì. Mì nàng nấu có ngon hay không, mặn hay nhạt, có rắc hành hay không, có rắc dầu mè vào hay không, một trận gió thổi tới, tiểu bùi ra đột nhiên tỉnh táo lại, có phải buổi trưa tạc ăn chưa no hay không, sao lại tơ tưởng đến một bát mì thế này, nghĩ đến cái gì nghiêm túc tí đi, ví như ư, tạ ngũ thập đến bộ gia quân làm gì, ví như ư. Triệu diệt thời đã nghĩ ra cách gì đối phó với Hán Vương chưa? hay ví dụ như Chu Vị Hy và Chu Vị Cần thù hận ra sao? Ân ngắn thế nào, tiểu bùi ra nhìn mặt trời, hít thở thật sâu, đột nhiên trong não nảy ra một câu hỏi. Ngày đó tạ ngũ thập quay lại nhanh như vậy, triệu diệt thời đã kịp ăn bát mì lý bất ngôn nấu hay chưa? Chắc không nhanh như vậy đâu, nhìn đây, hả, bùi tiếu ngẩng đầu lên, suýt chút nữa thì tè ra quần, mũi kiếm chỉ còn cách mũi hắn ba tắc, lý bất ngôn giơ kiếm lên nói, khai thật cho ta, vừa rồi ngươi cứ liên tục nói miên 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 là có ý gì hả ta có nói ra tiếng hả mặt bùi tiếu đỏ bừng lý bất ngôn hất cằm chứ sao tiểu bùi gia miên miên khóe miệng lý bất ngôn khinh thường nhếch lên là tên của tiểu yêu tinh nào thế hả tiểu bùi gia không phải việc của ngươi tiểu bùi gia nhảy khỏi ghế thái sư lao ra khỏi viện không thèm quay đầu lại ngươi mới là tiểu yêu tinh đó không đúng tiểu bùi gia đứng sững lại sao lý bất ngôn lại là tiểu yêu tinh được nàng rõ ràng là một tên phá đám cơ mà vậy ta sao ta lại nhớ nhung bát mì của một tên phá đám ta bị điên rồi hay sao tiểu bùi ra suýt nữa đã vả vào miệng mình một cái bà cô ơi ta chắc chắn bị điên rồi chu vị Hy đi vào khách viện dường như mọc thêm một đôi thiên lý nhãn vừa nhìn cái đã thấy chu vị cẩn ngồi trong chính đường đại ta nhị muội về rồi à Chu viễn mặc khó xử nói thật ra là nàng ấy muốn muội đến muội đến thì nàng mới trả lời câu hỏi của Yến cô Nương Chu Vị Hy chợt nghẹn lời, ca cũng không biết tỉ muội các ngươi không hợp nhau. Chu Viễn mặc vỗ vỗ vai Chu Vị Hy, nhưng ca biết muội là người tốt, lát nữa nếu muội ấy nói chuyện khó nghe, muội cũng đừng so đo với muội ấy. Lời của Chu Viễn mặc không hề sai. Ba muội muội, người nhỏ nhất tính tình bướng bỉnh, nhị muội tính tình im lặng cổ quái, chỉ có đại muội muội là hiểu lòng người, còn giỏi làm việc, tâm ma của cha nếu không phải vì nàng. Yến cô gương, tam gia, tiểu bùi ra bọn họ còn có thể tận tâm như vậy sao chu vị hy đẩy vòng ngọc trên tay cười gàn nếu muốn so đo thì bao năm nay muội đã so đo hết thảy rồi muội nghĩ được thế thì tốt đi thôi chu vị hy đi vào nhà chính mắt không chớp ngồi xuống nhận lấy chén trà nha hoàn đưa chậm rãi uống một mùm mới nhếch mí mắt nhìn chu vị cần đối diện lớn nhỏ có trật tự chu vị cẩn cúi người lạnh lùng gọi một tiếng đại tỷ chu vị hy chỉ khẽ gật đầu nói với bùi gia bên cạnh đi gọi yến cô nương tới đi tiểu bùi gia chỉ vào gian trong tỏ vẻ lý bất ngôn đã đi gọi người rồi sau đó lập tức tìm một cái ghế đến một góc không bắt mắt nhất ngồi xuống hắn đã nhìn ra rồi không khí giữa hai người này không đúng hơn phần nửa bát tự cũng không hợp đừng có nói một hồi lại lao ra đánh nhau đó yến tam hợp thực ra đã rửa mặt xong chỉ là không vội ra khỏi phòng nàng trước khi đi ngủ ném cho lý bất ngôn một ánh mắt để cho nàng bớt chút thời gian vào trong phủ hỏi thăm thái độ làm người của nhị tiểu thư hạ nhân nói thế nào không có hơi lý bất ngôn búi tóc cho nàng ngươi ngủ một mình ta lo yến lam hợp rủ mát chợt không nói gì chờ tóc búi xong lấy nước lạnh rửa mặt nhận lấy khăn lý bất ngôn đưa tới nàng mới nhẹ giọng nói hèn gì ta lại ngủ ngon như vậy hóa ra là có ngươi trông coi cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo Mời các bạn theo dõi chương 534 của tác phẩm Quỷ đoàn mệnh nhà họ tạ sống lâu trăm tuổi rồi. Quỷ đoàn mệnh của tạ gia sống lâu trăm tuổi tác giả. Di nhiên dịch, quá khứ chậm rãi chương 536. Sau đó Yến tam hợp đi ra ngoài. Trong nhà chính đã ngồi đầy người. Năm huynh muội chu phủ ngồi đầy ý nhị. Mặt đối mặt hai hàng ghế thái sư. Mỗi hàng ba chiếc ghế. Bên trái lần lượt là chu lão đại, chu lão nhị, còn có chu vị hy. Ba chiếc bên phải, Chu lão tam và Chu vị cần ngồi hai bên, giữa hai người còn trống một chỗ, có thể thấy được ba vị gia Chu gia đều không thích vị nhị tiểu thư này. Yến Tam hợp ngồi xuống chủ vị, ho khan một tiếng, ba vị gia tránh đi đã, không cần tránh, Chu vị cần lạnh như băng, để đại ca, nhị ca, tam ca nghe thử, tốt nhất là gọi cả tiểu muội tới đây. Chu vị cần kinh động mọi người như thế là vì sao? Yến Tam hợp nghi ngờ nhìn nàng lại nhìn Chu vị Hy. Ý của Chu vị Hy gì sao? Chu Vị Hy, huynh đệ tỉ muội một nhà cả, không có gì phải giấu giếm. Yến Nam Hợp, bất ngôn, Lý bất ngôn đi ra ngoài nói vài câu với Lão Tổng Quản. Lão Tổng Quản lập tức phái người đi gọi. Không bao lâu, một thiếu nữ trang điểm thướt tha đi tới. Sau khi nhìn xung quanh, nói vạn phúc với Yến Tam Hợp, lo sợ bất an ngồi xuống bên cạnh Chu Vị Hy. Lý bất ngôn thuận thế đóng cửa lại, thân thể dựa lưng vào cửa, hất cằm với Yến Tam Hợp. Yến Tam Hợp uống một ngụm trà, Chu Vị cần mọi người đến đông đủ rồi ngươi có thể thành thật trả lời vấn đề của ta không chu vị cần ngẩng đầu ngươi hỏi đi yến tam hợp thấy nàng khi thế như vậy đột nhiên chuyển đề tài phu quân của ngươi là ai xuất thân thế nào chu vị cần cứng người nàng không ngờ yến tam hợp lại đột nhiên hỏi câu này phu quân họ hạng tên duyên thụy tổ tiên hạng gia làm thợ mộc bây giờ vẫn làm thợ mộc chu lão tam thầm mắng một tiếng nha đầu chết tiệt vội giải thích với yến tam hợp hạng gia không phải thợ mộc bình thường, tạm giữ chức ở công bộ, là quan lục phẩm, nhiều công phủ trong ngũ thành do hạng gia chủ trì xây dựng. Tiểu bùi gia nhịn không được chen vào, nhà chúng ta, nhà tam gia cũng đều do hạng gia xây lên, nhà bình thường không thể mời được đâu, vậy xem ra, chu vị cần được gả tốt, thời cuộc nào thì nghệ nhân cũng không thể chết đói, hạng gia mặc dù không phải chức quan cao bổng lộc dày nhưng nhờ vào bản lĩnh thật sự để đứng vững ở thành tứ cửu. Hạng gia tay nghề khéo léo, chu ra xem bói phong thủy cực kỳ là môn đăng hộ đối nhưng nghe giọng nói của chu vị cẩn hẳn là nàng không thích vì thế yến tam hợp hỏi mối hôn sự này là ai chọn chu vị cẩn phụ mẫu yến nam hợp ngươi hài lòng không ngữ khí chu vị cẩn rất hờ hững hôn nhân đại sự mệnh của cha nương lời của người mai mối không tới phiên ta nói có hài lòng hay không vậy là không hài lòng chu vị cẩn cho ngươi cơ hội làm sáng tỏ không phải là cho ngươi cơ hội tranh cãi với ta ở đây có gì ngươi cũng có thể nói, hài lòng hay không cũng có thể nói. Yến Nam Hợp nhìn nàng, lùi một vạn bước, nếu như tâm ma này không giải được, người chu ra đều sẽ chết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Người chết thì sẽ không có cơ hội mở miệng nữa, người chết chỉ biết mặc áo liệm, nằm vào quan tài, chôn xuống đất, bia mộ dựng trên mặt đất. Hậu thế chỉ nhìn thấy ba chữ hạng chu thị, nữ nhân này sống như thế nào, đã trải qua những đau khổ gì, người nàng yêu là ai, người nàng ghét là ai tại sao không qua lại với người nhà ngoại? Không ai biết, tay chu vị cần nắm chặt chiếc khăn run dày, đủ các mùi vị xông lên đầu. Chợt giật mình, yến Tam hợp rời mắt, chu viễn mặc, hôn sự này thế nào? Chu Viễn Mặc mặc dù cảm thấy hỏi những vấn đề này là lãng phí thời gian, nhưng Yến Tam hợp hỏi thì hắn đáp, nương chọn mấy công tử thế ra, cha xếp bát tự của mọi người, bát tự của Hạng Muội Phu và vị Cẩn là xứng đôi nhất. Yến Nam hợp, Hạng Muội Phu là người như thế nào? Chu Viễn Mặc do dự một chút, tính cách không tệ chỉ là hơi chất phác chỉ biết nghiên cứu tay nghề không hiểu đạo lý đối nhân xử thế dù có không hiểu đạo lý đối nhân xử thế hơn nữa nhưng khi nhạc phụ mất nhà lại gần như thế yến nam hợp hẳn là tới xem một chút chứ là ta không cho hắn tới lúc chu vị cần nói lời này yến tam hợp đang nhìn chằm chằm nàng mặt trời mùa đu giờ ngọ hờ hững trải trên người nàng khuôn mặt vốn đẹp chợt tràn đầy sát khí yến tam hợp chợt nảy ra một suy nghĩ ngươi hận cha ngươi chu vị Cẩn trần chờ không lên tiếng. Yến Nam Hợp, người hận cha người thiên vị chu vị hy, cưng chiều nàng, không quan tâm ngươi, không quan tâm, ánh mắt chu vị cẩn chợt bi thương. Yến cô hương nếu không quan tâm thì tốt rồi, trong mắt hắn hoàn toàn không có đứa con gái là ta. Chu vị cẩn, đến đây, chu viễn mặc thực sự nghe không nổi nữa, làm người phải có lương tâm, cha đối với muội cũng tốt, có bạc đãi muội gì không hả, muội kết hôn, 128 dương của hồi môn chẳng ít hơn Chu Vị Hy một thứ nào. Lời này, giống như là đốt pháo, lập tức khiến sự phẫn nộ, không cam lòng, thống hổ oán giận giấu trong lòng Chu Vị Cẩn 20. Năm nổ tung, chuyện đề cử, tiểu túc bảo đáng gờm đại ca, nàng kích động đến rung dày, ta so đo những thứ này sao? Trong mắt Chu Viễn mặc chỉ có tức giận, vậy thì ngươi so đo cái gì? Chu Vị Cẩn đứng bật dậy, chỉ vào Chu Vị Hy, điên cuồng nói, ta chỉ so đo tỷ ấy chỉ cần có tỷ ấy là cha sẽ không nhìn thấy ta không nhìn thấy chẳng nhìn thấy gì cả nàng nhỏ hơn chu vị hy ba tuổi từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện đã hiểu ra được một chuyện tam ca là thịt trong lòng nương đại tỷ là thịt trong lòng cha mà cô con gái thứ hai này chẳng là gì cả nàng từ nhỏ lớn lên với vú nuôi lúc còn bé vú nuôi ôm nàng ngủ trưởng thành nàng ôm vú nuôi ngủ nàng chưa từng ngủ trong trong lòng phụ mẫu lần nào mà chu vị hy thì lúc nào cũng được cha bế trong lòng mỗi lần nàng muốn nương bế, nương sẽ ôm nàng một cái, hôn nhẹ chán nàng, sau đó nói, nhị muội, con phải ngoan, phải nghe lời, nương đang bận, đi chơi với tỷ tỷ đi, tỷ tỷ ư, tỷ tỷ chỉ biết ở chỗ vụ thân, cha vừa về phủ, là lại thích gọi tỷ tỷ qua, bế vào trong ngực, hỏi nàng cả ngày nay đã làm gì, học được mấy chữ, thêu được cái gì rồi, chu vị cần ba tuổi cực kỳ hâm mộ nàng, có một lần, nàng dãy thoát khỏi tay vú nuôi, kích động chạy đến trước mặt cha giang tay ra, ngẩng đầu đầy khát vọng, cha, bế con bế con, cha dịu dàng vỗ vỗ đầu nàng, ngẩng mắt lên, sắc mặt lạnh xuống, bà vú, bế nhị tiểu thư đi, con không muốn vú nuôi bế, con muốn cha bế, cha bế con bế con đi, bà vú xông lên, ôm lấy nàng, bịt miệng nàng, chạy trốn như chối chết, chu vị cần ba tuổi khóc đến nước mắt lưng tròng, nàng không rõ vì sao cha lại không ôm nàng, bế nàng đơn giản mà. Nàng chẳng nặng chút nào, rất nhẹ, trở lại phòng, nàng hỏi vú nuôi, ánh mắt vú nuôi nhìn nàng có vài phần thương hại. Nhị tiểu thư à, lão gia đang bận, cha không bận, cha chơi với tỷ tỷ, vì sao cha không chơi với ta? Người phải nhớ kỹ, người và đại tiểu thư không giống nhau, có chỗ nào không giống nhau? Nàng tủi thân rơi nước mắt, tỷ ấy là đại tiểu thư, ta là nhị tiểu thư, chúng ta đều là tiểu thư mà. Đứa nhỏ ngốc, bà vú thở dài, nói một câu mà chu vị cần ba tuổi căn bản nghe không hiểu. Cũng là tiểu thư như nhau chỉ là số phận không giống cái gì nhiều ra thì không đáng tiền cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo cười cười người lớn sao có thể lừa con nít con cũng là con gái của ta ai cha cũng thương hết ta là con gái ông ông thương ta cho nên ta và tỷ tỷ ở trong lòng hắn là cùng một địa vị sự sung sướng trước nay chưa từng có dâng lên trong lòng chu vị cần nàng cười đến mức chẳng khép miệng lại được lại nhìn tỷ tỷ được mọi người vây quanh trong lòng chẳng còn chút ghen tị nào có gì gây gớm chứ. Qua năm nữa, ta cũng sẽ nhận được thật nhiều thật nhiều quà. Được mọi người vây quanh khen ngợi. Ngày đó, nàng như con sâu nhỏ đi theo phía sau tỷ tỷ. Nàng phải học theo nhất cử nhất động của tỷ tỷ. Ba năm sau trong tiệc sinh nhật của mình, không thể biểu hiện mất mặt được. Ban đêm, khách cứ tản đi, nàng ở lại trong phòng tỷ tỷ không đi. Nhìn tỷ tỷ sửa sang lại quà sinh nhật ban ngày nhận được. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng dừng lại, trong vô vàn châm vàng châm ngọc nàng thấy một con bướm điêu khác bằng gỗ trông rất sống động. Nhìn cực kỳ linh động đáng yêu, tỉ tỉ, tỉ cho muội cái này được không? Ngoại trừ cái này, cái khác muội cứ chọn, thứ này rất đáng yêu, ta muốn giữ lại, nhưng muội cũng thích, muội muốn, không được, sao lại không được, muội có cần những châu ngọc kia của tỷ đâu, chỉ một con bướm gỗ thôi mà, căn bản không đáng tiền, chu vị cần càng nghĩ càng khó chịu, nếu như đặt ở ngày hôm qua, nàng sẽ chỉ ủ rũ rời đi, nhưng hôm nay không giống như trước, hôm nay cha nói cha cũng thương nàng tiểu vị cần bảy tuổi đầu óc nóng lên vươn tay đoạt lấy con bướm gỗ chu vị hy giật lại thuận tay đẩy nàng một cái muội làm gì thế thổ phỉ à cái đẩy này đẩy hết sự hâm mộ ghen tị nỗi hận trong lòng chu vị cần đối với chu vị hy ra trong lòng nàng chợt có một con dã thú nhỏ vồ ra xông lên túm tóc chu vị hy chu vị hy hét lên đánh nhau với nàng một bàn vàng bạc ngọc châu bị lật tung trên mặt đất khiến các nhà hoàn vú nuôi bên ngoài hoảng sợ đám hạ nhân xông vào can ngăn khuyên nhủ dỗ dành cũng có người lanh trí đi tìm lão gia phu nhân người đã kéo ra nhưng ánh mắt đều hung tận chừng đối phương một lát sau rèm vén lên cha nổi giận đùng đùng đi tới không nói hai lời đã tát vào mặt nàng một cái bốp chu vị cần bị đánh đến bối rối che mặt nước mắt đảo quanh hốc mắt tại sao chỉ đánh một mình ta cha không phải cha nói thương con sao cảm ơn bạn đã xem tới đây Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 535 của tác phẩm Quỷ đoàn mệnh nhà họ tạ sống lâu trăm tuổi rồi. Quỷ đoàn mệnh của tạ gia sống lâu trăm tuổi tác già. Di nhiên dịch, quá khứ chậm rãi chương 537. Phớt lờ ất nhanh, nương lại sinh thêm tiểu muội Một câu thành lời sấm, nàng trở thành nhị tiểu thư không đáng giá nhất chu gia. Nhị tiểu thư thực ra chẳng đáng thương, sớm có viện của mình, một đống nha hoàn bà vú, ăn ngon mặc đẹp, không ai dám khiến nàng ấm ức nhị tiểu thư lại rất đáng thương. 15 tháng riêng ngắm hoa đăng, cha tay trái dắt nhị ca, tay phải dắt đại tỷ, nương tay trái nắm tay đại ca, tay phải nắm tam ca, tiểu muội nằm trong lòng vú nuôi. Còn nàng, nàng một hồi trông mong đi theo phía sau cha, một hồi lại lon ton đi tới phía sau nương, không ai dắt tay nàng, đột nhiên tỷ tỷ dẫy khỏi tay cha, tự đi về phía trước, trong lòng nàng vui vẻ, vội vàng đưa bàn tay nhỏ bé qua, vừa mới cầm lấy một đầu ngón tay của cha cha đã rút ra đuổi theo tỷ tỷ, "Vị Hi, đừng chạy lung tung, nhiều người lắm, con nắm tay cha đi." "Vậy ta nắm tay ai đây?" Chu Vị cần cúi đầu xuống, nước mắt rưng rưng, trong lòng tủi thân nói không nên lời. Bà vú từ phía sau ôm lấy nàng, nhỏ giọng nói, "Nhị tiểu thư nghe lời, phải ngoan ngoãn, lão gia phu nhân sẽ thích người thôi, phải nghe lời, phải nhu thuận, phải hiểu chuyện, có phải những thứ này đều làm được thì cha và nương sẽ thích ta hay không?" Từ đó về sau Chu Vị cần đã thay đổi, cơm tối ở Chu gia đều ăn trong phòng nương, tám người vừa vặn một bàn, cha gấp thức ăn cho đại tỷ, nhị ca, nương gấp thức ăn cho đại ca, tam ca, tiểu muội còn đang bú sữa, còn nàng ngồi cách cha nương xa nhất, không ai gấp thức ăn cho nàng, nàng không khóc, cũng không náo loạn, nương phải về nhà ngoại ở phủ Lạc Dương mừng năm mới. Thuận tiện chúc thọ ngoại tổ mẫu, nương nói đường quá xa, đồ đạc quá nhiều, nên mang theo ba đứa con trai cha nói đại tỷ nhi nhỏ như thế có chiếm bao nhiêu chỗ ngồi đâu mang theo cùng luôn đi nương hỏi vậy nhị nha đầu tam nha đầu thì sao cha nói đưa đến chỗ nhị ta nhị tẩu đón năm mới đợi lớn một chút sẽ mang các nàng theo con còn nhỏ đi đường cực khổ nàng không khóc cũng không nháo tay vịn lấy cửa thò nửa người ra nhìn xe ngựa từng chút rời khỏi tầm mắt của mình phủ lạc dương đi về hướng đông hay về hướng tây nhà ông ngoại có nhiều người không có vui không đại ca đại tỷ có phải sẽ nhận được rất nhiều tiền mừng tuổi hay không? Nghĩ mãi, nghĩ mãi, trong lòng nàng lại tủi thân nói không nên lời. Nàng thực ra nhỏ nhắn hơn tỷ tỷ, nàng cũng không chiếm chỗ, nàng không sợ khổ, không sợ chút nào. Cha, nương, sao hai người không mang theo ta? Hai hàng nước mắt chảy khỏi hốc mắt chu vị cần. Trong chính đường, mọi người đều ngạc nhiên. Ba huynh đệ chu ra ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ không hiểu sao chu vị cần lại nhớ hết những chuyện nhỏ nhặt này phụ thân cũng không bế bọn họ. Đường từ kinh thành đến phủ lạc dương xa xôi, xe ngựa sóc nảy mệt muốn chết, về phần gấp thức ăn lúc ăn, là chuyện bình thường đến đây, sao nàng lại phải nghĩ ngợi đến thế. Tâm trạng yến tam hợp hơi phức tạp, chu gia có ba gái ba trai, con trai tương lai phải kế thừa gia nghiệp, con gái lớn con gái nhỏ cũng đều có người thương, chỉ có nhị tiểu thư thì phụ mẫu đều không thương, từ nhỏ đến lớn đều bị phớt lờ, có lẽ, lão nhị trên đời này đều dễ dàng bị người ta phớt lờ như thế ví dụ như tạ bất hoặc việc này gốc rễ ở phụ mẫu ngươi không liên quan đến chu vị hy sao lại không liên quan chứ chu vị cần lau nước mắt cười gàn một tiếng nói nếu như không có nàng ta đã là con gái lớn của cha nương nếu là đại tiểu thư chu gia ta có thể được cha nương mang theo bên mình ta có thể muốn cái gì được cái đó yến Lam hợp khẽ nhíu mày ngươi có gì không lấy được đồ của tỷ ấy ta chưa bao giờ lấy được chu vị cần giơ tay lên chỉ về phía chu vị hy đối diện trong nhà phàm là có đồ gì tốt đều là tỷ ấy chọn trước tỷ ấy chọn thừa mới đến viên ta và tam muội quần áo cũng thế trang sức cũng thế ăn uống cũng vậy phần đầu tiên đều là của chu vị hy ghen tị ghen tị tiểu cô nương trên đời này người nào không thích có đồ đẹp nhất người nào thích nhặt đồ dư của người khác chứ chu vị cần ghen tị đến mức hận không thể chu hy vị chết đi đại tỷ tỷ có nhớ hai chúng ta từng đánh nhau không nhớ, Chu Vị Hy, sinh nhật ta, ngươi tới cướp đồ của ta. Chu Vị cần dưng dưng nước mắt cười. Đúng vậy, là cướp, sinh nhật 10 tuổi của đại tiểu thư Chu Gia. Trước nửa tháng hạ nhân đã chuẩn bị, cha nói, muốn mời tất cả thân thích trong nhà đến ăn sinh nhật đại tỷ. Ngày đó, Chu Gia cực kỳ rôm giả, mười mấy tỷ muội Chu Gia đều tới. Các nàng ôm Chu Vị Hy ở giữa, đủ tiếng đủ lời khen nàng xinh đẹp, khéo léo, hào phóng, nàng lạnh lùng nhìn, ghen tị sắp điên luôn rồi. Lúc này, một bàn tay lớn đặt trên vai nàng, nàng ngẩng đầu thì thấy là cha, cha vỗ vỗ nàng, sau này con 10 tuổi, cha cũng sẽ tổ chức cho con buổi tiệc lớn. Chu vị cần nghe thế thì ngây người, cha, thật sao, cha không gạt con chứ, cha, được, chu vị hy, tỷ đã từng quan sát ánh mắt cha nhìn tỷ chưa, chu vị cần cười khanh khách, cười đến ra đầu người tê dại, tỷ đi đâu, ánh mắt của cha sẽ theo đến đó tỷ cười vui vẻ cha cũng cười theo tỷ tỷ mặt ủ mày trao, hai hàng lông mày của cha cũng nhíu lại nếu tỷ không ở trên bàn cơm. Thì cha sẽ ăn ít mấy miếng rồi rời đi, chu vị cần, chu vị hy vừa xấu hổ vừa tức giận, hốc mắt đỏ lên, lời nói phát dồ như vậy, sao người có thể nói ra miệng được hả, bởi vì ta ở bên cạnh thấy rõ ràng, năm đại tỷ 13 tuổi, theo nương đến ngũ đài sân cầu phúc, còn đi cùng với mấy phu nhân thân thiết với nương, trên bàn cơm thiếu hai người, cha rõ ràng ăn không nhiều lắm, thái độ cũng hờ hững ăn xong thì mang theo ba đứa con trai đi thư phòng một tháng sau chỉ có nương trở về đại tỷ được người ta yêu mến nên được một phu nhân khác đón về phủ ở vài ngày nương trở về cha rất vui vẻ trên mặt cũng cười nhưng chu vị cẩn lại phát hiện nụ cười của cha chỉ nằm ở ngoài mặt hơn nửa còn ăn ít hơn mấy ngày trước chỉ dùng đại vài miếng cơm ba ngày sau đại tỷ trở về cha ăn một hơi hai chén cơm còn húp một chén canh đầy lúc đó nàng chỉ cảm thấy rất kỳ quái, về sau đại tỷ và thiên kim thế gia giao tiếp càng ngày càng nhiều. Thường không có mặt trên bàn cơm, nàng mới phát hiện người thực sự khiến cho cha ăn không ngon. Lại là Chu Vị Hy, lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều khó coi, nhất là Chu Viễn mặc hắn chỉ vào mũi Chu Vị cần chửi âm lên, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy. Chuyện này phải truyền ra ngoài thì chu ra còn mặt mũi nào đặt chân ở kinh thành nữa hả? Chu lão nhị thì giận đến tức ngực một người là muội muội hắn thương một người là cha hắn thương nhất chuyện này chuyện này khi còn bé không biết nặng nhẹ thì thôi đi sao lớn rồi còn ăn nói bậy bạ như thế chu vị cần chu lão tam vỗ bàn một cái sao ngươi có thể nói hưu nói vượn như thế nhị tỷ tỷ thật sự quá đáng rồi đấy chu vị quân phẫn nộ cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo mời hắn ăn bữa cơm hỏi tình hình gần đây dặn dò vài câu là đã tận lễ nghĩa rồi nhưng nương lại giữ người lại ăn bữa tối, chu gia không có người ngoài, cơm tối đều ăn chung một bàn, không kiêng rè nam nữ, điều này chẳng khác nào tạo điều kiện cho đại tỷ và canh tống thăng gặp mặt. Mấy tháng trước, chu vị cần còn chưa hiểu thâm ý của nương, chỉ tưởng là bà hiếu khách, mãi đến một lần, canh tống thăng nói đến chuyện lý thú ở quốc tử giám. Chu Vị Hy tò mò hỏi một câu, sau đó hai người bèn bắt đầu nói chuyện phiếm, lúc này, cha lạnh lùng nhìn canh tống thăng rồi cúi đầu húp canh thìa đưa đến bên miệng thì khóe miệng lại tức giận đến nhăn lại dường như có một tia chớp đánh vào trong đầu chu vị cần trong nháy mắt nàng đã hiểu phát hiện này khiến cho nàng có thêm vài phần hứng thứ với gia yến cùng canh tống thăng nhìn là bữa cơm tối rôm ra phu thê ân ân ái ái thực ra ai nấy đều có tâm tư riêng cha không thích canh tống thăng nhưng không biểu hiện ra mặt vẫn nghe lời nương như trước nương muốn bồi dưỡng tình cảm cho chu vị hy và canh tống thăng nhưng lại sợ làm quá rõ ràng bị cha nhìn ra, bình thường bà vốn cao cao tại thượng, vào ngày này sẽ rất dịu dàng hiền lành, còn Chu Vị Hy thì sao, ban đầu còn trì độn, hoàn toàn không có tâm tư trong chuyện đó, nhưng lại chẳng thể tránh được vì lần nào nương cũng nói về canh tống thăng. Dần già, nàng cũng sẽ coi trọng canh tống thăng, lúc ánh mắt của nàng rơi vào trên người canh tống thăng, ánh mắt của cha sẽ rơi vào trên người nàng, đôi lông mày đau đớn nhíu lại, Yến cô hương, Chu Vị cần đột nhiên hỏi. Người biết chơi cờ vây không? biết sơ sơ, hai người đánh cờ, một người cầm quân đen, một người cầm quân trắng, không ai mở miệng nói chuyện, cảm xúc cũng bình tĩnh khắc chế, đều đang âm thầm tính toán nước đi, tìm yến tam đập thình thịch, còn chưa kịp ngẫm nghĩ, chu vị cẩn đã khẽ cười, lại nói, người không cảm thấy cha và nương ta là hai người đánh cờ, mà đại tỷ là quân cờ trong tay bọn họ sao, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 537 của tác phẩm Quỷ đoàn mệnh nhà họ tạ sống lâu trăm tuổi rồi. Quỷ đoàn mệnh của tạ gia sống lâu trăm tuổi tác giả. Di nhiên dịch, quá khứ chậm rãi chương 539. Quân cơ thế đạo này, con đường nữ nhân có thể đi vốn đã ít. Đơn giản là ở nhà theo cha, lập gia đình theo chồng. Chồng chết theo con, chu vị hy sống hơn 20 năm. Một canh tống thăng đã là vết nhơ cả đời này nàng không xóa đi được. Hiện giờ lại vô duyên vô cớ có thêm một người. Lại còn là cha ruột mình Đây đâu chỉ là quá phận Đây rõ ràng là muốn đẩy nàng vào đường chết Chu vị hy diện đến cực hạn Cả người giống như lá rụng trong gió thu Không khống chế được mà run lẩy bẩy Nàng vốn rất xinh đẹp Thân hình lại mảnh mai Dù đã là nữ nhân có con nhưng gương mặt vẫn rất sắc nét Một nữ tử sắc nét có ngạo khí Bị mấy câu nói ép thành như thế Ai nhìn thấy cũng đều đau lòng Yến tam hợp đột nhiên đứng dậy Đi tới trước mặt chu vị hy vươn tay điểm vào giữa mày nàng, có một luồng khí lạnh từ giữa mày lan ra bốn kinh tám mạch. Rồi đến ba hồn bảy phách, Chu Vị Hy nhìn khuôn mặt ung dung của Yến Tam Hợp. Bỗng nhiên cảm thấy không phải một mình nàng đang dãy ruộng trong bùn lầy. Đằng sau mình là nàng ấy, thật kỳ tích là Chu Vị Hy không thấy run nữa. Yến Tam Hợp vỗ nhẹ lên vai nàng hai cái, Chu Vị Hy đột nhiên đứng lên, từng bước đi tới trước mặt Chu Vị Cần, ánh sắc sắt bén như đao. Chu Vị Cần, đừng sống như con chuột dưới đất lòng mình xấu xa thì không nhìn được người khác sạch sẽ dành quả thì ra ngoài phơi nắng cho có dương khí đi có dương khí thì mới giống con người chu vị cẩn từ từ đứng dậy ánh mắt nhìn thẳng chu vị hy nhếch khóe miệng cười khúc khích ngươi cười cái gì cười đạ tự hiểu. ngốc quá trong mắt chu vị cẩn lộ ra chút thương hại con chuột thì có tâm tư xấu xa gì không phải chỉ ăn vụng chút gì đó thôi sao tâm tư xấu xa của con người còn nhiều hơn nữa kia mí mắt bên phải chu vị hy vô cớ giật hai cái chu vị cẩn ngươi nói rõ ràng đi ai có tâm tư xấu đại tỷ đã từng yêu canh tống thăng còn nhớ không tay cầm khăn của chu vị hy run lên trong lòng chợt có dự cảm không lành chỉ là dự cảm này còn chưa thành hình chu vị cẩn đã mở miệng đại tỷ chẳng lẽ chưa từng hoài nghi vì sao canh tống thăng phải gian lận sao ngươi nói cái gì giọng nói chu chu hy đột nhiên trở nên sắc bén ngươi đang nói cái gì thế hả Chu vị cần mỉm cười, vươn tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào ngực Chu vị hy, nói tỉ ngốc đó, đại tỷ, Chu vị hy lui về phía sau nửa bước, một bàn tay lạnh như băng đặt trên lưng nàng, đại tẩu ngồi xuống trước đi, Chu vị hy quay đầu, đôi mắt ngập nước, yến tam hợp khẽ chớp mắt, đừng hoảng hốt, phải, ta không thể hoảng, ta muốn nghe nó nói tiếp, Chu vị hy cúi đầu lau nước mắt, lảo đảo ngồi trở lại ghế thái sư, yến tam hợp tiến lên một bước, nhìn Chu vị cần, nói đi canh tống thăng đã xảy ra chuyện gì lời của ta chu vị cần khinh thường cười nhạo có người sẽ không tin đâu yến nam hợp ngươi nói gì ta cũng tin cho dù điều đó rất khó tin cho dù rất khó tin chu vị cần nhắm mắt lại khi mở ra đôi mắt sắc bén kia đã mềm lại ta nói nàng lần đầu tiên nghe đến cái canh tống thăng từ nương nương khen người này là nhân tài hiếm gặp là sau văn khúc hạ phàm sau văn khúc thì nàng chưa thấy nhưng nàng đã từng thấy dáng vẻ của mấy người đọc sách nàng cũng đã gặp canh tống thăng, người này căn bản chẳng có dáng vẻ gì của người đọc sách. Nhưng chu vị cẩn lần đầu nhìn thấy hắn đã biết người này không tầm thường. Dáng vẻ thì cao to, nhìn qua như một võ phu thô kịch, nhưng nhìn kỹ thì có thể nhìn ra chút trò hay. Bản lĩnh xem bói phong thủy của chu gia tuy rằng truyền nam không truyền nữ. Nhưng nghe nhiều nên nàng biết một hai phần, nhất là tướng mạo, tướng mạo canh tống thăng cực kỳ tốt, mặt vuông chán rộng, vành tai đầy đủ, đôi mắt lấp lánh có thần vừa nhìn đã biết là một người cực thông minh cực kỳ có phúc nương rất thích canh tống thăng nguyên nhân bà thích ngoài việc người này học giỏi ta thì còn vì hắn là người bên nhà ngoại của bà nương gả từ phủ lạc dương đến kinh thành mấy năm mới có thể về nhà ngoại một lần xem như là gả đi xa phàm là người có quan hệ với mao gia bà đều cực kỳ quan tâm chu vị cần cẩn thận quan sát qua trong lòng nương thực ra rất muốn kéo mối quan hệ cho canh tống thăng và chu gia chỉ là canh tống thăng làm việc hơi quái đản nương sợ cha không thích nên không nói rõ, đợi hắn thi đậu công danh rồi sẽ nói, ý của ngươi là, Yến Tam Hợp nghe đến đó, chắc chắn phải hỏi rõ ràng, phu nhân có ý tác hợp Chu Vị Hy và canh tống thăng với nhau. Phải, Chu Vị cần liếc Chu Vị Hy một cái, cười gàn, bà tỏ ra im lặng, nhưng lại không giấu được ánh mắt của ta, nhà to nghiệp lớn, con cháu đã sớm tản đi hết, canh tống thăng ở Kinh Thành cũng không chỉ có một thân thích là Chu Gia. Mỗi ngày nghỉ, nương đều vội phái người đi đón hắn nếu canh tống thăng không đến, nương còn tự mình đi, canh tống thăng là nam nhân bên ngoài, theo lý thì sau khi đón vào phủ, nương chỉ, mời các bạn theo dõi chương 536 của tác phẩm Quỷ đoàn mệnh nhà họ tạ sống lâu trăm tuổi rồi. Quỷ đoàn mệnh của tạ gia sống lâu trăm tuổi tác giả, di nhiên dịch, quá khứ chậm rãi chương 538, bí mật chuyện sau cái tát đó, chu vị cần chẳng nhớ rõ gì nữa, chỉ nhớ lúc vú nuôi đắp khăn lông lạnh lên mặt nàng. Hỏi, tỷ tỷ có bị đẹp không? Vú nuôi lắc đầu, tại sao không bị đánh? Cánh tay của ta cũng bị nàng bóp tím rồi. Ngươi xem này, nàng vội sắn ống tay áo lên. Vú nuôi vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. Nặng nề thở dài, nhị tiểu thư, người phải nhớ một chuyện. Cả đời này người đừng hòng vượt qua đại tiểu thư trong lòng lão gia. Chu vị hy, chu vị cẩn cắn môi, đều sinh ra từ bụng nương. Ta chỉ sinh trễ hơn ba năm, vì sao trong mắt cha nương chỉ có ngươi, nỗi hận hai mươi mấy năm qua đè ở ngực giống như hồng thủy dâng trào ra, cho nên khi giống lên chữ cuối cùng, hai chân nàng như nhũn ra, chịu không nổi ngã ngồi xuống, Chu vị hy không biết trả lời như thế nào, cha nương nuông chiều nàng, điều này nàng biết, khi còn bé không hiểu chuyện, ít điều có hơi ỉ vào được chiều mà kiêu ngạo, tuổi tác dần lớn lên, nàng hiểu được ngoại trừ cha nương ra huynh đệ tỉ muội là người thân nhất trên đời này, một giọt máu đào hơn ao nước lã mà. Vì thế nàng bắt đầu kềm chế tích cách lại, làm việc khiêm tốn, cố gắng để tâm nờ yến tâm trạng hai muội muội cũng bày ra bộ dáng trưởng tỷ sao lại còn bị hận đến thế chứ sinh nhật 10 tuổi của tỷ trong nhà bày mười mấy bàn mời gánh hát hát suốt một ngày còn ta thì sao chu vị cần cứng cổ giống ta có cái gì một bữa tiệc gia đình nho nhỏ ăn được một nửa thì cha có việc trong cung nên rời đi huynh đệ tỷ muội đều tặng quà sinh nhật cho nàng nương thì tỉ mỉ chuẩn bị cho nàng nói cũng là tâm ý của cha chết tiệt không hề có chuyện đó sinh nhật đại tỷ 3 năm trước, cha tặng đại tỷ một cửa hàng, nói là làm của hồi môn tương lai, nàng không chỉ không có cửa hàng, mà đến lời hứa làm bữa tiệc lớn cũng không có, cha dường như quên mất lời nói ngày đó, hoặc là, ông chỉ thuận miệng nói thôi, chu vị cần 10 tuổi cuối cùng cũng hiểu rõ một chuyện, lòng người đều tiên vị, mình ở trong nhà này cũng thế, sau khi hiểu được đạo lý này, chu vị cần lại thay đổi, nàng trở nên im lặng ít nói, tính cách càng ngày càng quái gở về sau nàng cũng lười nói, dù sao cũng đâu có ai chịu nghe đâu, nàng càng chẳng được phụ mẫu ưa thích, huynh đệ tỉ muội cũng không thích nàng, từ từ, nàng sống như người vô hình ở chu gia, người vô hình có thể không cần nói chuyện, nàng chỉ cần là một người im lặng đứng xem thôi, một cái tát kia làm cho chu vị cần hiểu được, thứ lỗ tai nghe thấy không chắc là thật, lời nói chẳng qua chỉ ở đầu môi thôi, che miệng, bịt lỗ tai, ánh mắt lập tức trở nên sáng tỏ, vì thế nàng phát hiện ra rất nhiều bí mật mà người khác không phát hiện được yến tam hợp nghe đến đó bỗng nhiên cắt ngang lời chu vị cẩn người đã phát hiện ra cái gì ánh mắt chu vị cẩn chuyển từ chu viễn mặc đến chu viễn chiêu từng người bị nàng nhìn qua không hiểu sao đầu dựng tóc gáy ánh mắt cuối cùng lại rơi vào người chu vị hy chu vị cẩn từ từ lau nước mắt bỗng nhiên mỉm cười nói chu vị hy hay tỷ đoán xem ta đã phát hiện cái gì nghe nói thế mặt chu vị hy lạnh xuống ta không đoán, muội nói đi, các ngươi xem, chu vị cẩn nhướng hai hàng lông mày lên, giọng điệu nói chuyện của tỷ ấy giống cha biết bao, mấy huynh muội chu ra bị lời này làm ngẩn ra, lại cẩn thận nghiền ngẫm, quả thực có hơi giống, bình thường cha nói chuyện ôn hòa, không hề nóng nảy, nhưng chỉ cần nghiêm mặt, khí thế của người đứng đầu một nhà thấp thoáng hiện ra, nương lúc này cũng chẳng dám động vào, nàng không chỉ giống từ giọng nói, mà dáng dấp, tính tình cũng giống. Trong mắt chu vị cẩn toàn sự bi thương có lẽ đây là mấy lời nàng giấu trong lòng quá lâu. Tỷ là người giống cha nhất trong sáu huynh muội chúng ta. Đại ca chỉ giống bên ngoài mà thôi, con tỷ lại giống từ trong ra ngoài. Yến Lam Hợp nghe nàng nói như vậy, ánh mắt lại bắt đầu đánh giá Chu Vị Hy và Chu Viễn Mặc. Ta là con gái của phụ thân, còn được ông nuôi lớn, giống ông ấy thì có gì kỳ lạ. Chu Vị Hy im lặng một lát, từ từ nói, chẳng lẽ, đến cái này muội cùng ghen tị sao? Đúng vậy, ta ghen tị, Chu Vị cần ngang ngược nói, dựa vào cái gì mà các ngươi đều giống cha, vừa cao vừa gầy, mà ta lại giống nương, vừa lùn vừa béo, Chu Vị Hy cười gần một tiếng, việc này thì muội phải hỏi ông trời, quán ai cũng vô dụng thôi, đúng vậy, quán ai cũng vô dụng, chỉ có thể quán ông trời, Chu Vị Cẩn, Chu Vị hi tỷ có biết hay không, là bởi vì tỷ giống cha, nên cha mới cưng chiều tỷ như thế, nếu tỷ giống nương, cha cũng sẽ không thèm nhìn tỷ lấy một cái đâu, Chu Vị Hy gắt lớn. Người nói hưu nói vượn gì thế? Ánh mắt Yến Tam Hợp lại đột nhiên sáng ngời. Có gì đó không ổn. Người chu toàn cửu yêu nhất trên đời là Mao Thị. Mà dáng vẻ chu vị cần rất giống Mao Thị. Nhìn thấy nàng thì có thể nhớ đến hình ảnh lúc trẻ của Mao Thị. Chu toàn cửu vì sao lại vì con gái giống Mao Thị? Mà chán ghét. Mời các bạn theo dõi chương 538 của tác phẩm Quỷ đoàn mệnh nhà họ tạ sống lâu trăm tuổi rồi. Quỷ đoàn mệnh của tạ gia sống lâu trăm tuổi tác giả di nhiên dịch quá khứ chậm rãi chương 540, đường sáng quân cờ là thân bất do kỳ, tiến hay lùi đều nằm trong nước đi của người khác, không thoát khỏi sự sắp xếp của vận mệnh, sao ta có thể là một quân cờ được chứ? Chu Vị Hy tái mặt, hai tay liều mạng nắm chặt tay ghế mới không ngã, Chu Vị Hy, năm đó ở trang viên ôn tuyền, tỷ thật sự cho rằng nương không biết tỷ ra ngoài với canh tống thăng lúc nửa đêm sau. Chu Vị cần cười gằn, bộ quần áo bẩn dính bùn của tỷ, cả đôi giày da dê ướt kia, là nương giúp tỷ giấu giếm đấy. Sao có thể, Chu Vị Hy, ta rõ ràng để Xuân Đào, nhà đầu Xuân Đào là nương đưa cho tỷ, nàng lại trung thành với tỷ, sao nàng dám lấy thanh danh của cả đời đại tiểu thư Chu Gia ra, ra nói giỡn được chứ? Chu Vị Cẩn, nàng sợ bị nương bán đi, trời còn chưa sáng đã ôm quần áo và giày đến thỉnh tội với nương rồi. Chu Vị Hy chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngày đó nàng quay về, lừa Xuân Đào nói ban đêm không ngủ được, nên ra ngoài chơi tuyết nên bị ngã vốn tưởng rằng có thể giấu được. Nào biết, Chu Vị Cẩn, sao ngươi phát hiện ra? Yến Tam hợp hỏi, nào có ai đến trang ôn tuyền còn mang theo người ngoài? Chu Vị cần cười gằn, không cần nghĩ cũng biết là nương đang đánh cờ. Vì vậy ta bèn để ý, à, không chỉ để ý mà ta còn bảo nha hoàn quan sát giúp ta. Yến Tam Hợp vừa đinh nói gì đó thì liếc thấy tiểu bùi ra đột nhiên trợn mắt. Miệng há to, chỉ còn thiếu nói một câu. Nữ tử bây giờ, thật nương nó khó dây vào. Dừng lại một chút, Chu vị cẩn lại nhìn về phía Chu Viễn Mặc, đại ca cũng có đến trang viên ôn tuyền nhỉ, nếu không ngại thì thử nhớ lại xem, sau đó chúng ta đã vẽ thế nào đi. Chu Viễn Mặc còn cần nghĩ sao? Vốn định ở thêm vài ngày, nhưng ngày hôm sau cha bị nhiễm phong hàn, ngày thứ ba bèn dẹp đường hồi phủ, cho nên việc cha bị bệnh là cố ý, hắn hỏi, cố ý hay không ta không biết, nhưng chúng ta chung quy đã trở về. Chu vị cần cười khúc khích, vừa trở về, canh tống thăng đã quay lại quốc tử giám đại tiểu thư nhà chúng ta lại bị nhốt vào trong cửa nhà không được gặp mặt mặt chu đại tiểu thư tái thêm lý cô nương ngươi nói đi xuân đào ở ngay ngoài viện ngươi giúp ta đi ngay đây lý bất ngôn không đợi chu vị hy nói xong đã mở cửa đi ra ngoài chỉ trong chốc lát nàng đã quay lại gật đầu với chu vị hy hai tay chu vị hy không chịu nổi nữa dựa lưng vào ghế cả người đều sụi lơ chu vị cần thấy nàng như thế thì trong lòng vui sướng nói không nên lời thế này đã chịu không nổi rồi chuyện đặc sắc còn ở phía sau kia, nước cờ ở trang viên ôn tuyền nương đi đúng rồi, từ đó về sau, tình cảm của Chu Vị Hy và canh tống thăng âm thầm tăng lên. Ánh mắt khi thích một người, không thể che giấu được, ánh mắt hai người chạm nhau, một người mỉm cười nhìn lên, một người mím môi nhìn xuống, quả thực là giấu đầu lòi đuôi, khoảng thời gian đó, tâm trạng nương rất tốt. Đi trên đường cũng cười híp mắt, dưới chân mang theo gió, cha lại không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn nói chuyện làm việc như thường ngày mãi cho đến một ngày, trên đầu Chu Vị Hy đeo một cây châm gỗ, cây châm gỗ kia chất liệu rất tốt, nhưng điêu khắc lại thô sơ, nàng đoán 89 phần 10 là canh tống thăng tự khắc. Ngày đó, cha vẫn không có phản ứng, ông bình tĩnh ăn cơm trong bát, ăn xong mang theo ba đứa con trai đi thư phòng, hoàn toàn không liếc mắt nhìn con gái lớn một cái. Ngày đó, Chu Vị cẩn mừng thầm, nghĩ hẳn là cha đã hoàn toàn thất vọng với đại tỷ rồi, nên cũng lười xen vào việc của nàng. Đại tỷ biết không? ta nói chuyện của các ngươi cho nương thực ra là muốn tìm một con đường sáng cho các ngươi đương nhiên ta cũng có tư tâm của ta chu vị cần chẳng hề cất giấu tư tâm của mình tư tâm của ta là tỉ mau lập gia đình rời khỏi chu gia gả đến lạc dương phủ gả đi thật xa tốt nhất cả đời này đừng trở về kinh thành nữa chu vị hy ôm ngực lạnh lùng nhìn nàng ánh mắt như đang nhìn một con quái vật chu vị cần không thèm để ý nương thực ra không phải giận tỉ mà là giận ta bởi vì canh tống thăng còn chưa đậu tiến sĩ nếu như đậu tiến sĩ thì chuyện này cũng tự nhiên mà thành yến nam hợp mà người lại đâm thủng lớp giấy của cửa sổ từ sớm phá hỏng chuyện tốt của nàng yến cô nương thật thông minh chu vị cẩn bà không tiện chút giận lên người ta chỉ đành làm bộ làm tịch đi đánh chu vị hy nhưng ta không ngờ cha sẽ ngăn cản sự ngăn cản này khiến cho nàng hoàn toàn hiểu được cha không hề thất vọng đối với chu vị hy mà là thỏa hiệp tán thành tiếp nhận cũng đúng người cha cưng chiều nhất cả đời này là đại tỷ, làm sao có thể bởi vì một canh tống thăng mà ghét đại tỷ được. Chuyện kế tiếp cũng sẽ chót lọt, canh tống thăng không thể để cho chu vị hy một mình gánh vác. Vì thế nên đã tới nhà cầu hôn, nương thuận thế đưa chuyện chúng cử ra, canh tống thăng đồng ý ngay, cha cũng không phản đối, chuyện cứ như vậy mà lên con đường sáng, phía bên canh gia nhận được tin tức, cũng cực kỳ tán thành mối hôn sự này. Khoảng thời gian đó nương và canh gia tư từ lui tới rất thường xuyên. Hai nhà đã bắt đầu thương nghị chuyện làm lục lễ rồi. Hết thầy, chỉ chờ canh Tống Thăng bước lên bảng vàng, đại tỷ còn nhớ khoảng thời gian đó ta bị bệnh không? Thực ra là ta giả bệnh đó. Chu vị cần khẽ thở dài, vốn là một ván cờ đặc sắc, kết quả chỉ hạ được một nửa, thì có người vứt bỏ nhận thua, điều này càng khiến ta cảm thấy vô nghĩa, cực kỳ vô nghĩa, còn có một phần nguyên nhân là ta đột nhiên cảm thấy canh Tống Thăng thật sự không tồi. Không chỉ thông minh, còn rất có trách nhiệm chu vị quân chừng chu vị cần một cái ta biết tỷ thích hắn mà tiểu muội chu vị cần nhếch môi trào phúng ta đâu phải muội cứ thấy nam nhân nào đẹp là rung động liền tỷ chu vị quân đỏ mặt chu vị cần ta cảm thấy hắn có lòng Gia thế canh gia thực ra tốt hơn chu gia rất nhiều canh tống thăng là trưởng tử đích tôn cần gì họ chẳng đưa cho có thứ tốt gì không có được hắn dùng một khối gỗ thượng đẳng nhất tự tay điêu khắc cho chu vị hy một cây châm gỗ thô giáp nhất Bao nhiêu tình cảm sâu đậm, đều nằm ở bên trong Muốn biết một người có lòng hay không Thì chỉ cần nhìn vào lời nói và việc làm của hắn Sau khi hai người chọn đi đường sáng Canh tống thăng cũng không chạy ra bên ngoài nữa Một lòng một dạ chuẩn bị cho khoa thi mùa xuân Cũng không thường đến Chu Gia Một tháng ba lần biến thành một tháng một lần Vội vàng đến, cũng vội vàng đi Chẳng còn gặp hắn trên bàn cơm Chu Gia nữa 15 tháng riêng năm ấy Nương mang theo đại tỷ đến núi Tây ngũ Đài ở Sơn Tây Cầu Phúc Ngũ Đài Sơn là đạo tràng của văn thù Bồ Tát, mà văn thù Bồ Tát đại diện cho sự thông minh trí tuệ. Học tập khoa cử thì bái này là linh nghiệm nhất, nương còn tìm đại sư cầu một lá bùa, đợi về sẽ cho người đưa cho canh tống thăng, để hắn mang theo bên người. Thành tích của canh tống thăng ở quốc tử giám luôn luôn xuất sắc. Hơn nữa còn có văn thù Bồ Tát gia trì, lúc ấy chu vị cần đã nghĩ, hôn sự này chẳng thế nào không thành nữa. Ai ngờ, chật chật, ai ngờ được chứ, cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 539 của tác phẩm Quỷ đoàn mệnh nhà họ tạ sống lâu trăm tuổi rồi. Quỷ đoàn mệnh của tạ gia sống lâu trăm tuổi tác già. Di nhiên dịch, quá khứ chậm rãi chương 541. Gặp được tin tức truyền tới chu gia. Đừng nói nương và đại tỷ trợn tròn mắt. Chu vị cần cũng thấy kinh sợ. Sao có thể thế được? Thì rớt thì chẳng qua là chậm trễ thêm 3 năm. 3 năm sau ngóc đầu trở lại cũng được. Nhưng gian lận, hết thảy tiền đồ đều sẽ bị hủy. Sai rồi, không riêng gì tiền đồ bị hủy với gia quy của canh gia thì nói không chừng sẽ đuổi hắn đi nữa canh tống thăng sao lại làm chuyện không có đầu óc như vậy yến tam hợp ngắt lời nàng thế ngươi đã phát hiện ra điều gì chu vị cần lắc đầu ta có thể phát hiện gì chứ canh tống thăng đã quỳ gối trước mặt nương ta chính miệng thừa nhận rồi khoảng thời gian đó chu gia có thể nói là binh hoang mã loạn nương tức giận công tâm ngã bệnh đại tỷ cả ngày ấy lấy nước mắt rửa mặt đại ca nhị ca tam ca ta thay nhau tìm tính sổ canh tống thăng nàng và tiểu muội chẳng dám ra khỏi cửa viện chỉ sợ cá trong ao gặp họa người bình thường nhất trong nhà chỉ có phụ thân sáng lên nha môn tối về nhà còn rất bình tĩnh trấn an nương lại đi khuyên tỉ tỉ cực kỳ tận tình khuyên bảo chu lão tam vẫn không mở miệng đột nhiên nói chu vị cần ngươi không nên nghi ngờ cha vốn là người như vậy ca nói không sai cha vốn là người như vậy nàng căn bản không có lòng nghi ngờ cũng căn bản không thể nghi ngờ, nàng chỉ không nghĩ ra, sao canh tống thăng có thể hồ đồ đến thế, con người canh tống thăng, nàng đã nghiêm túc quan sát hắn rất kỹ lúc trên bàn ăn. Có sự thông minh của người đọc sách, nhưng không có khí chất cổ hủ của người đọc sách, mà trên người người này lại có một cỗ hào khí, nói chuyện làm việc đều thẳng thắn vô tư, nương từng hỏi hắn trước khi thi, sau khi trúng cử thì có tính toán gì không, hắn ha hà cười, trả lời nương, nắm trường kiếm đi khắp đất trời, không hề che giấu trong lòng nghĩ gì thì nói cái đó làm nương tức giận đến trợn mắt sau đó thì sao yến tam hợp hỏi chu vị cần sau đó nương hoàn toàn từ bỏ hôn sự này sau đó bọn họ đã bỏ trốn yến nam hợp là người mật báo chu vị cần không sai yến tam hợp nhìn thẳng nàng vì sao lại mật báo rất đơn giản yến cô gương chu vị cần đại tỷ ta đi theo một người như vậy thì có ích lợi gì nếu truyền ra ngoài thì thể diện chu gia phải để ở đâu không đúng ngươi không nói thật yến nam hợp không chút khách khí vạch trần nàng nếu ngươi thật sự muốn tốt cho chu vị hy vì thể diện của chu gia thì ngươi sẽ không cho nàng có cơ hội rời khỏi chu gia chu vị cần ngẩn ra yến cô hương, sao ngươi lại phản bác ta không phải cô ngươi nói là ta nói gì ngươi cũng sẽ tin sao ngươi nói thật ta sẽ tin yến nam hợp nhìn nàng ngươi nói dối hơn nữa còn nói đến mức ta không nên tin cũng không thể tin chu vị cần yên lặng nhìn nàng hồi lâu Vậy ngươi nói xem, tại sao ta lại mật báo? Yến Tam Hợp thông thả vài bước, đứng lại trước mặt Chu Vị Cẩn. Ngươi muốn nàng xấu mặt, muốn nàng bị cha nương chán ghét. Tốt nhất là thân bại danh liệt. Chu Vị Cẩn nghe đến đó, khuôn mặt chợt biến sắc. Khe rãnh trong lòng ngươi lúc nhỏ, có dùng cả đời để lấp cũng không thể lấp đầy. Khe rãnh của ngươi đến từ sự thiên vị của phụ mẫu. Ngọn nguồn chẳng phải là Chu Vị Hy, Yến Nam Hợp mà ta phản bác ngươi là bởi vì mỗi một câu ngươi nói đều cực kỳ quan trọng trong việc giải tâm ma của Chu Toàn Cửu. Dừng một chút, nàng lại bổ sung một câu, Chu vị cần, đừng mắc kẹt trong khe rãnh của ngươi cả đời, ngươi phải nghĩ cách trèo ra, nếu không thì thế giới của ngươi chỉ có một Chu vị hy thôi. Chu vị cần ngẩn cả người, mồ hôi lạnh toát ra từ trong lòng bàn tay, hơi dính dính, đúng, thật lâu sau, cuối cùng nàng cũng thừa nhận, ta là muốn cho tỷ ấy thân bại danh liệt, trở thành trò cười của Chu gia, đến lúc đó, cha nương sẽ thất vọng với tỷ ấy, tốt nhất không bao giờ nhận nữ nhi này nữa. Cứ như vậy, nàng sẽ trở thành tiểu thư được yêu quý nhất chu gia. Sự chú ý của cha nương sẽ đặt ở trên người nàng. Yến Nam Hợp nói đúng, đây là khe rãnh cả đời nàng, lấp thế nào cũng không đầy được. Cho dù đã trai qua nhiều năm như vậy, mọi chuyện như người mong muốn. Sau khi chu vị hy bị bắt trở về, nhốt vào phòng củi, canh tống thăng cũng bị trục xuất khỏi chu gia. Yến Tam Hợp không cho nàng quá nhiều thời gian suy nghĩ chuyện của mình sau đó người lại phát hiện cái gì nữa không tìm thấy gì ư nương ta từ ban đầu trăm phương ngàn kế muốn tác hợp cho hai người biến thành trăm phương ngàn kế muốn chia rẽ hai người cha bị bệnh bệnh vì chu vị hy nhưng cho dù ông ngã bệnh thì vẫn yêu thương đứa con gái lớn này nhất chu vị hy tự trách ấy nấy thái độ dần mềm ra nhưng tự trách ấy nấy không có nghĩa là không còn tư tâm hoàn toàn ngược lại tâm tư của nàng càng nặng mỗi ngày không buồn ăn uống ngày càng gầy gò hơn chu vị cần biết nàng đang chờ canh gia đến cầu hôn canh gia là thế gia có bề sâu tích lũy ngàn năm nếu như song thân của canh gia có thể tới cửa cầu hôn thì chuyện này sẽ có cơ hội chuyển biến lại không ngờ đợi ba tháng thì lại đợi một nữ tử ôm cái bụng bầu đến là một người đứng xem xem đến đây chu vị cần hoàn toàn mệt mỏi còn gì để xem nữa đây rất rõ ràng người chơi cờ không còn cờ trên bàn đã bị bỏ quan trọng hơn là cha nương cũng không đặt sự chú ý vào nàng thậm chí mẫu thân còn cực kỳ chán ghét nhìn nàng chuyện yến tam hợp có thể nghĩ đến nương cũng có thể nghĩ đến nếu như nàng có thể nói sớm hơn thì đã không gây ra chuyện lớn như vậy nàng trở thành đứa con vong ơn phụ nghĩa quỷ ghế đa đoan trong lòng nương ánh mắt cha nhìn nàng vẫn thở ơ như cũ nhưng chu vị cần biết cha thực ra chẳng muốn nói nửa câu với mình đại ta nhị ta tam ta vốn không thân với nàng tiểu muội là cỏ đầu tường gió thổi chiều theo xuôi theo chiều đó nàng ở chu gia trở thành người cô đơn thực sự, ta ở trong phủ mãi cũng vô nghĩa. Bèn viết thư cho Tam Đường Tỷ, bảo nàng tới đón ta qua ở một hai tháng. Chu vị cẩn sợ Yến Tam Hợp không biết, Tam Đường Tỷ là đứa con cái nhỏ của nhà bác cả ta. Nàng gả đến thiên tân về, khi còn bé ta rất thân với nàng. Nói tiếp đi, cha nương đều không ngăn cản, chỉ bảo lão tổng quản phái năm sáu thị vệ đi theo. Lại lấp đầy nửa xe đồ đạc mang qua theo. Chu vị cẩn, gần đến thiên tân về, ta gặp được một người. Yến Nam Hợp, ai, canh tống thăng, ba chữ, khiến cho tim mọi người đập nhanh lên, nhất là Chu Vị Hy, ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ chiếu nghiêng trên gương mặt nàng. Giống như nữ quỷ ở âm phủ, trắng bệch tái nhợt, chỉ có đôi mắt là đen đến đáng sợ. Yến Tam Hợp ra hiệu với Lý Bất Ngôn, Lý Bất Ngôn lập tức lấy hai chậu than trong góc, đặt ở phía sau Chu Vị Hy. Yến Tam Hợp hỏi, canh tống thăng sao lại xuất hiện ở đó? Chu Vị Cần, không biết, Yến Nam Hợp, một mình hắn thôi sao? Chu vị cẩn, một người, một gã say vặt, một đống bình rượu, yến năm hợp, hắn uống say ư, phải, nằm sấp trên bàn không nhúc nhích. Chu vị cẩn ném cho chu vị hy một cái nhìn ý nhị. Nếu không phải thấy gã say vặt của hắn, thì ta hoàn toàn không nhận ra nam tử uống say như chết này. Sẽ là canh tống thăng. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 540 của tác phẩm Quỷ đoàn mệnh nhà họ tạ sống lâu trăm tuổi rồi quỷ đoàn mệnh của tạ gia sống lâu trăm tuổi tác giả, di nhiên dịch quá khứ chậm rãi chương 542 hung cát canh tống thăng mặc một bộ tsm màu xám cho tóc tai rối loạn tsm bị mồ hôi thấm ướt dán trên người để lộ ra bộ xương tsm cực kỳ yếu đuối gã sai vặt tên là thanh phong đang cầm khăn ướt lau mồ hôi cho chủ tử thanh phong nhìn thấy nàng ánh mắt bỗng nhiên giận dữ dùng sức đẩy canh tống thăng canh tống thăng mơ mơ màng màng ngẩng mặt lên mờ mịt nhìn thử, lại ngã xuống, chu vị cần cảm thấy tim mình như bị cái gì đó đập vào. Khuôn mặt này gầy đến mức chẳng nhìn ra ai, Thái Dương chẳng biết đã có tóc bạc từ khi nào, nhưng rõ ràng hắn vừa mới hơn 20 tuổi thôi mà. Thanh Phong thấy chủ tử bất tỉnh thì cũng hết cách nào. Lúc đứng dậy rót nước, nhìn đoàn người chu vị cần, mắng một tiếng, xui xẻo, chu vị cần còn chưa nói chuyện, nhà hoàn tiểu thiến bên người nàng đã nổi giận, cũng hướng hắn mắng hắn, các người mới xui xẻo. Thanh Phong mắng, Chu ra các ngươi chẳng phải thứ tốt lành gì cả. Tiểu Thiến mắng lại, ngươi với chủ tử ngươi mới không phải thứ tốt. Mấy thị vệ vây quanh, Chu Vị cẩn vội ngăn lại, không được gây chuyện, nghỉ một đêm rồi đi. Thanh Phong cũng thức thời, thấy bọn họ nhiều người, nên chỉ tức giận chừng mắt nhìn Chu Vị Cần một cái rồi không quan tâm nữa. Chu Vị Cần cũng được Tiểu Thiến đỡ vào phòng khách, nhắc tới cũng khéo, phòng của Chu Vị Cần lại cách phòng của Canh Tống thăng một bức tường nửa đêm có từng tiếng nức nở không kiềm chế được xuyên tường bay ra. Thỉnh thoảng còn xen lẫn vài câu mắng chửi của Thanh Phong. Yến Nam Hợp, mắng cái gì, là chu ra, chu vị cẩn lại nhìn chu vị hy một cái. Còn có cha, bầu không khí trong nhà chính, đột nhiên trở nên nặng nề. Vô hình như có gì đó nặng nề, đè lên đầu mỗi một đứa con chu ra. Rất nặng, rất ngột ngạt, Yến Nam Hợp, sau đó thì sao? Động tĩnh bên cạnh đến lúc nửa đêm mới từ từ yên tĩnh chu vị cẩn lại không ngủ được nàng mở to hai mắt nhìn đỉnh màn không hiểu vì sao thanh phong lại mắng chu ra mắng cha rõ ràng là chủ tử hắn sai mà và cho tới bây giờ nàng chưa từng nghe thấy tiếng khóc nào áp lực như vậy tiếng khóc kia dường như kẹt ở trong cổ họng vừa không đờ e xuống được lại không phát ra được giống như một con dã thú bị thương đang bị đám thợ săn vây quanh chỉ có thể dùng âm thanh như thế để làm đám thợ săn sợ hãi nhằm bảo vệ thân thể yếu ớt của mình nàng mở to hai mắt, chịu đựng đến hừng đông, trời vừa sáng, nàng rửa mặt xong chuẩn bị khởi hành sớm, không ngờ lúc ra khỏi khách trạm, lại gặp phải canh tống thăng, lúc ấy, hắn đang trải yên ngựa, lúc nhìn thấy ta, đầu tiên là sửng sốt, lập tức lộ ra một nụ cười lạnh lẽo đột ngột, chu vị cần, ta quay đầu đi, không để ý tới người này, hắn hiển nhiên cũng không muốn để ý tới ta, rất nhanh đã xoay người lên ngựa, nhanh ngang rời đi, nhưng mà... Ngay khi tiểu thiến đỡ nàng chuẩn bị lên xe ngựa, lại có tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đến gần, con ngựa kia gần như lao về phía ta, dọa ta sợ gần chết, lúc sắp đến trước mặt ta, canh tống thăng siết dây cương, vó ngựa nhảy lên thật cao, hắn nói với ta một câu, yến năm hợp, hắn nói gì, hắn nói, chu vị cần nở nụ cười hờ hững với chu vị hy, trở về nói cho tỷ tỷ ngươi biết, canh tống thăng hắn chưa từng làm chuyện gì không xứng đáng với tỷ ấy, chu vị hy đầu tiên là cả kinh, sau đó là phẫn nộ, vẫn nộ càng lúc càng dâng trào vành mắt nàng đỏ như muốn nhỏ máu thê lương kêu lên chu vị cần sao ngươi không nói sớm nói cái gì chu vị cần hình như đã đoán được nàng sẽ có phản ứng này không hề hoảng hốt nói ta gặp canh tống thăng nói hắn không phụ lòng ngươi ngươi sẽ tin sao ngươi sẽ không tin chu vị cần cười gằn ngươi không chỉ không tin hắn lại càng không tin ta gian lận kia là thật cô nương bụng lớn là thật chu vị hy không thể phản bác được một chữ cúi đầu im lặng rơi lệ yến lâm hợp không đành lòng nhìn chu vị hy lúc này chuyển đề tài chu vị cẩn ngươi hẳn là tin rồi đúng ta tin chu vị cẩn ta từng uống rượu cũng từng lén say vài lần cũng từng trốn trong chăn khóc một người khi say rượu lại không dám lớn tiếng khóc thì chắc chắn có chuyện đau lòng yến lâm hợp ngươi có âm thầm điều tra không chu vị cẩn lắc đầu ta chỉ để ý thôi yến lâm hợp chỗ nào có vấn đề chu vị cẩn cô nương mang thai kia phu thê nửa đường phải là ta tình ngươi nguyện cá nước hoan ca ngươi là ai ta là ai đều không quan trọng yến nam hợp canh tống thăng không cần phải nói rõ ràng như vậy nếu có nói thì cũng chỉ có thể là canh gia lạc dương không thể nào là chu gia ở kinh thành được chu vị cần kinh ngạc nhìn yến tam hợp hồi lâu mới gật gật đầu yến nam hợp đây là một điểm đáng ngờ còn gì nữa không có ánh mắt chu vị cần nhìn về phía chu viễn chiêu mấy ngày trước khoa thi mùa xuân nhị ta lén kiểm tra cát hung cho canh tống thăng chu viễn mặc quá sợ hãi ngươi kiếm tra hung cát cho canh tống thăng ư ừ, chu viễn chiêu nheo mắt bất đắc dĩ gật đầu tình cảm của hắn và đại muội là tốt nhất hắn cũng rất thưởng thức canh tống thăng không nhịn được cho nên mấy ngày trước khoa thi mùa xuân đã len lén kiểm tra chu viễn chiêu chán ghét nhìn chu vị cần chuyện riêng tư của hắn sao ngươi lại biết sau khi canh tống thăng xảy ra chuyện có một ngày nhị ca uống rượu say, miệng lặp đi lặp lại mãi câu rõ ràng là đại cát. Làm sao có thể là đại hung? Chu vị cần, chu gia giấu không được quá nhiều bí mật. Khoảng thời gian đó hạ nhân trong phủ đều đang nghị luận chuyện của đại tiểu thư và canh tống thăng. Ta là vô tình nghe được, người thật đúng là có lòng. Chu viễn chiêu cười gần một tiếng, quay đầu nói, yến cô hương, là lúc ấy ta học nệ không tinh, đoán sai rồi. Chu vị cần cười gần một tiếng, Chuyện nếu có thể đoán sai thì không phải nhị ca học nghệ không tinh, mà là không xứng làm người Chu gia. Chu Viễn Chiêu cắn răng, "Ngươi, Chu Viễn Mặc, chuyện này là sao?" Yến Tam Hợp vội cắt ngang hai huynh muội đang đối chọi gay gắt. Ánh mắt Chu Viễn Mặc trùng xuống, "Nhà chúng ta không kiếm tra hung cát." Yến Nam Hợp, "Vì sao?" Chu Viễn Mặc, "Bởi vì quá đơn giản, cũng bởi vì dễ đắc tội với người khác. Kiểm tra hung cát, nhất là về phương diện học tập, chỉ cần tầm sinh nhật bát tự của người nọ thêm 3 đồng tiền là dư giả làm được. Người tìm tới cửa kiểm tra, không phải người phú thì cũng là người quý, nhưng mấy đứa trẻ đó sau khi kiểm tra được thì chẳng mấy ai chăm chỉ học tập. Đều chỉ là mấy tổ tông thích dựa vào quốc tử giám sống qua ngày. Không cần kiểm tra, 89 phần 10 là hung, dòng dõi chu ra, căn bản không cần dựa vào những chuyện nhỏ này, nên dứt khoát không nhận, lời này vừa dứt không khí chính đường vốn đã trì trệ, giờ càng nặng nề hơn chu lão đại nói đơn giản vậy có nghĩa là khả năng chu lão nhị kiểm tra sai là rất nhỏ cũng có nghĩa canh tống thăng vốn có thể trúng cử thế nhưng lại cứ xảy ra chuyện gian lận yến nam hợp sợ hãi nhìn về phía chu vị cần nói đi ngươi lại âm thầm phát hiện ra cái gì cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo